tỏa của thực dân Pháp tại nhà của ông Ký Giỏi dưới Bạc Liêu, đưa ngài lên Sài Gòn. Bấy giờ ông là một trong những tín đồ đầu tiên như ông Lâm Thơ Cưu ở Mỹ Hậu Đông đến văn phòng tại đường La Phao Nguyễn Công Trứ, Sài Gòn. Mỗi bữa cơm ông đều có ly rượu trước mặt. Ngày nọ đúng ngày Chai Kỳ, mọi người cùng ngồi ăn cơm chung. Đức thầy hỏi: "Ông ăn chay sao còn dám uống rượu? Đây là phạm giới luật, ông có biết không?" Ông đáp: "Bạch với thầy, con lỡ ghiền rượu, ăn cơm không có ly rượu là ăn không có thấy ngon, giống như ăn cơm nguội vậy." Đức thầy nói: "Ai cho phép ông uống rượu để ăn cơm ngon? Tôi nói cho ông biết, giới luật là căn bản. Ông uống rượu phàm, nó diệt mất cái hột giống trí huệ. Ráng tu sau này đến cái thời kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức, tôi cho ông uống rượu thánh trà tiên." Từ đó ông phát nguyện trai giới tinh nghiêm, không còn dám uống các chất say nồng nữa. Tiếp theo là mẫu chuyện uống trà. Năm Mất Dậu 1945, tại văn phòng, Đức thầy và các tín đồ đang ở làm việc trong tủ. Lúc đó trong tủ lúc nào cũng sẵn có trà bánh để chuẩn bị đãi khách. Buổi trưa ngày nọ khoảng 12 giờ, thấy mọi người đang nghỉ, tôi vì ghiền trà nên đi nấu nước, châm trà và mở tủ lấy bánh, lựa mấy cái bánh bể ra. Không hay Đức thầy đứng sau lưng, ngài lên tiếng: "Bộ ghiền trà lắm sao ông giáo?" Tôi giật mình nhưng cố gượng chống chế nên nói: "Nhật muốn đảo chánh pháp mà trời không cho." Đức thầy cười vừa nói: "Ăn dụng thì nói ăn dụng, bài đặt nói chính trị." Đức thầy giải tiếp: "Sao có muốn uống trà thì mời gọi anh em cùng ngồi chung nhau mà uống, đừng có nên ngồi một mình khó coi lắm nghe." Tôi vừa thẹn và vừa nhận ra lời dạy chỉ bảo ân cần của Đức thầy kính yêu. Trần Khương kể: Nghiêm trị lãnh đạo tín đồ. Ngày 21 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông, Đức thầy từ giã Hà Tiên, có xe của ông Phán Long tức là Hồ Viết Long đợi sẵn rước ngài về Châu Đốc và nghỉ đêm ở tại nhà bác sĩ Đỗ Văn Diễn. Sau một lúc trà nước, Đức thầy bảo ông Đỗ Văn Diễn: "Ông bác sĩ lấy ra bộ thông quy cho thầy xem." Ngài lật qua xem từ tờ 1 đến 7 phần 10 quyển ấy, nghiêm nghị cho biết. Đức thầy nói: "Ông thầy thuốc ngồi xuống, thầy nói cho ông biết, sau ngày tôi đi xa trở về sẽ có một cuộc xét xử 50 cái đầu lãnh tụ đạo đoàn thể Phật giáo hảo bị rơi." Rồi Đức thầy lật ngược lại khoảng 3 phần 10 của quyển thông quy và ngài cho biết tiếp: "Tín đồ nói chung, riêng tỉnh Châu Đốc bị trút ra 70%. Sau đó thầy thiết lập cảnh cực lạc tại Việt Nam đời tân. Bây giờ tôi im lặng và lo sợ cho tương lai của đoàn thể sau này, và nhớ lại lời Châu Ngọc của Đức Tôn Sư dạy: kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp trường trị kẻ hung đồ, được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì trí." Tiếp theo là mẫu chuyện Tam Thập Lục Nhân. Buổi chiều mùa hè năm Canh Thìn 1940, tôi chạy xe đạp lên tổ đình Hòa Hảo nghe Đức thầy thuyết pháp. Sau thời pháp tôi mới hỏi: "Bạch với thầy, xin ngài giải cho biết ý nghĩa bài thơ Tứ Tuyệt thứ hai do thầy đáp quả cùng ông Huỳnh Thiệt Hòa ở Bình Thủy Long Xuyên đêm mùng 1 Tết năm Canh Thìn 1940. Thầy nói: Tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lang tâm biến quả dân, tà quái hạ nguyên khai ác chiến, ất niên bình trị kiến quân thành. Đức thầy khuyên các ông ráng lo tu đi, sao sẽ thấy được 36 vị ấy hà, xin thầy có thể nói rõ hơn." Tôi hết lời năn nỉ, Đức thầy từ chối và nói: "Tôi chỉ cho ông biết một phần thôi, còn bao nhiêu thì tự nghĩ suy lấy, nhưng mà phải ráng lo tu mới biết được. Ấy là vào cuối thời kỳ Hạ Nguyên mà pháp này có 3600 mẫu đạo, tức là 3600 tức là Tam Thiên Lục Bá ra đời, chúng dùng đủ phương tiện tàn hại sanh linh. Bấy giờ có 36 vị thánh tiên,
là tam thập lục nhân ra dẹp số bàn môn tả đạo ấy để kiến tạo cảnh thượng quan thánh đức, đem lại cảnh thái bình cho nhân loại. Nghe được lời giảng giải, tôi rất hân hoan và khắc ghi vào lời dạy của Đức Tôn Sư. Long Hoa Hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân, lối âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giới đoạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước cho leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm thương thế chữ lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá, khắp tràn hại dân. Nguyễn Chi Diệp kể. Tiếp theo là mỗi chuyện đập mũi. Từ năm 1946, Bính Tức, Đức Thầy cùng các chiến sĩ ra khu kháng chiến chống giặc Pháp ở miền Đông Nam Bộ. Đời sống trong bưng biền rất là gian khổ, với mũi mồng, đĩa dắt. Dân gian mỗi khi diễn tả sự cơ cực nói về Đồng Tháp thì ai cũng nói rằng mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội tợ bánh canh. Buổi tối nọ anh em phòng vệ thấy mũi cắn Đức Thầy nhiều quá, vậy mà thầy vẫn để tự nhiên. Chờ ngày ngủ say, họ dở bùng chung vào đập, con nào con nấy máu đầy bầu. Đức Thầy mở mắt ra lên tiếng. Thầy nói: ai biểu anh em làm như vậy? Loài mũi nhờ hút máu mới sống, nếu không cho thì quạt mũi nó đi. Sở dĩ nó chưa tiến hóa bằng được như con người vì nghiệp nó còn nặng, lại thuộc loài hóa sanh hạ đẳng. Thôi anh em đừng có bắt giết chúng nữa mà mang nghiệp sát sanh, nhưng nó vẫn còn thua lòng dạ hiểm ác của con người, rất tâm mưu hại đồng loại. Anh em chiến sĩ vừa học được tấm lòng nhân hậu đối với loại hạ đẳng. Hơn một lần Đức Thầy đã cho biết trời xanh mũi là loài. Tiếp theo là mẫu chuyện giái đám dỗ. Thường năm á, gần đến ngày dỗ thân phụ con hương cả thì nuôi sẵn ít con heo đúng ký chuẩn bị ngày dỗ, trước cúng sau đãi đàn bà con. Năm nay có nuôi sẵn một con heo ở trong chuồng chờ đến ngày dỗ đặng làm nữa. Ông cả ngủ không được đành phải đi tới đi lui có phần lo lắng. Bây giờ Đức Thầy đã lập đạo rồi, thầy nói với ông cả: ông cả à, tới ngày dỗ ông cả đừng có sát giết heo cúng như vậy như mọi năm nữa. Ra chợ lựa con nào vừa ý thì mua đem về đi. Tốt nhất là ông mua 3 cái rau, củ và quả. Đến chiều lại ngày tiên sườn, tự nhiên ông cả không có sát giết mà cho dọn cúng chay. Qua ngày sau, tức là hôm sau là cái hôm cúng chánh dỗ, khi cho dọn các mâm ở trên bàn thờ, mâm cô bác nội ngoại và mâm đất đai, ông cả giái: nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm Kỷ Mão, gia đình có dân bánh trái trà quả đủ lễ, giái ngay thần hoàng bổn cảnh đất đai viên trạch, chứng minh tấm lòng hiếu thảo của con cháu nội ngoại, xin về đây chứng minh và thọ hưởng. Sau khi lại xong vừa đứng lên, Đức Thầy cho biết: ông cả nguyện như vậy còn thiếu, để tôi giái thêm cho ông cả nghe. Đức Thầy giái: giái cùng tiên vương tổ quốc thành hoàng bổn cảnh, các vị anh hùng tử sĩ vị quốc dung thân, đất đai viên trạch, ông bà cô bác nội ngoại hai bên. Từ đó mọi người chứng kiến lễ dỗ này lấy làm bài học. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo mẫu chuyện trước lúc chết nguyện gặp thầy. Ở làng Bình Hòa, Mặt Cần Dân, huyện Châu Thành, tỉnh Long Xuyên, có ông Hai Soàn quy y và theo thầy một thời gian bị bệnh nặng. Đức Thầy có tới nhà ghé thăm ông và thầy cũng cho biết con ngựa qua lầy không nổi rồi. Ông Soàn mới nói: bạch với thầy, con có ước nguyện, trước khi con bỏ xác con muốn gặp được thầy lần cuối, xin thầy cho con được tại nguyện thầy. Đức Thầy gật đầu và đưa cao tay lên nói: được, thầy hứa, ông cố gắng chuyên cần niệm Phật nhiều thêm sẽ được như ý nguyện. Đến ngày mùng 1 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông, Đức Thầy qua phà Năng Gù xuống Bình Hòa ghé qua thăm người tín đồ ấy trước. Nghe thầy về đài, nhiều anh em tín đồ cũng có mặt. Lúc này ông Soàn đã tắt thở rồi,
trong gia đình chuẩn bị hậu sự. Thấy Đức Thầy bước vô thăm cả nhà, tủi thân khóc thêm, bị Ngài quở trách. Đức Thầy nói: sao không lo hộ niệm mà lo khóc? Cả nhà im tiếng khóc và làm theo lời Thầy chỉ dạy. Bây giờ Ngài mới bảo: hái cho Thầy ít bông thọ và múc cho Thầy một ly nước đem đến đây. Đức Thầy cầm ly nước, tay kia cầm bông thọ, chấm vào ly nước rải lên mặt của ông Soàn và nói: Thầy tới cho ông gặp mặt như ý nguyện ước đây. Mọi người đứng bao quanh thấy ông Soàn từ từ mở mắt ra nhìn Thầy, cả nhà lộ vẻ mừng rỡ, đinh ninh là Đức Thầy sẽ cứu sống ông Soàn. Tuy nhiên Ngài mới lên tiếng: Ông đã thỏa nguyện rồi, thôi theo Phật đi. Ông Soàn từ từ nhắm mắt lại, thở ra nhẹ nhẹ rồi xuôi tay. Đức Thầy vuốt mắt, bước ra sân thấy nhốt ở trong chuồng số gà vịt cả trăm con chuẩn bị đãi đằng. Ngài lên tiếng: gà vịt mấy trăm mạng độ không nổi đâu, nếu muốn làm thì đổi một con nào lớn thôi. Nói xong Ngài gọi người con thứ hai của ông Soàn dặn: hễ tử thì tán, không nên coi Ngài kén giờ mà hoàng lại gây tốn kém lắm nghe. Đức Thầy xoay qua nói với các tín đồ: ai muốn ăn thịt ở lại, ai muốn nghe thuyết pháp tu hành thì đi theo tôi. Bây giờ quần chúng tề tựu cả mấy ngàn diễn thuyết xong, Đức Thầy xuống Long Xuyên vô núi Sập. Chứng kiến sự việc trên, tôi rất kính ngưỡng và sự giải quyết vấn đề linh hoạt và chuẩn bị lời châu ngọc của Đức Thầy. Tiếp theo là mẫu chuyện cách đi dự đám tang. Từ chợ Giàm làng Phú An, tôi thường chạy xe đạp xuống tổ đình Hòa Hảo nghe Đức Thầy giảng đạo hoặc hỏi những điều có liên quan đến quan hôn tang tế. Hôm ấy khoảng trung tuần tháng 10, tôi xuống Hòa Hảo vào làm lễ và thưa với Đức Thầy: thưa Thầy, khi xóm làng có đám tang mình nên làm sao cho phải đạo? Đức Thầy mỉm cười và ân cần chỉ bảo: đối với người ngoại đạo không cùng đạo, nếu tang gia và xung quanh trong xóm là người khác đạo với mình thì cũng đi bình thường thôi, để tỏ ra thân thiện với họ, hầu tránh sự mỉa mai với những người không ưa đạo. Còn đối với người cùng đạo với mình thì đi biếu bái như lễ Phật. Sở dĩ có sự dè dặt như vậy là để tránh cho những người muốn mỉa mai khỏi mang tội. Tôi mới nói: bạch Thầy, lúc quan tài còn trong nhà mình có lại linh cữu không Thầy? Nếu có thì lại mấy lại? Đức Thầy đáp: có, lại bốn lại. Nhưng nếu người chết bằng hoặc lớn tuổi hơn mình thì lại, nhỏ tuổi hơn thì chỉ giái rồi cắm hương thôi. Còn nếu người chết là người trong thân tộc thì trước khi cầu nguyện ngay bàn Phật phải trình với cửu quyền thất tổ. Bằng ngược lại, còn người chết không phải trong thân tộc mình thì chỉ cầu nguyện trước bàn Phật mà thôi. Tôi cúi đầu chào Đức Thầy ra về, theo lời kể lại của Hương Hà Thủy. Tiếp theo đây là đám tang tiêu biểu ông Năm Hiệu, tên là Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1901 và từ trần năm 1945. Đây là điều khá hy hữu trong cái hàng triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chỉ có ông Năm Hiệu được Ngài đến sắp xếp lễ tang, đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, ông là một trong những tín đồ đầu tiên đến ở tại văn phòng đường La Phao Nguyễn Công Trứ, Sài Gòn. Trước ngày mất, ông Năm bảo vợ ông may cho ông một bộ đồ đen và mua 4 mét vải xe lửa trắng cho người dọn dẹp rửa nhà cửa. Thấy vậy có người hỏi: ông lo chi mà bận rộn quá vậy? Ông Năm đáp: tôi chuẩn bị đón Phật về đây. Đồng thời cho biết thêm, Đức Thầy sẽ về dự đám tang của ông. Trong 2 tháng Đức Thầy công tác khuyến nông khắp nẻo đường miền Tây với trên 107 điểm. Đến ngày 16 tháng 5 năm Ất Dậu 1945,
ngài diễn thuyết tại xã Thường Lạc, nhà của ông hương sư Nguyễn Văn Xô ở Hồng Ngự. Cử liên lạc vừa báo cho ban tổ chức biết đang dựng lễ đài tại sân vận động chợ Giàm ở Phú An, cái điểm này bị lỡ hết xuống sông, gỡ ngay cặp rồng đã bông bằng lãnh lụa rất đẹp. Trên đường về Hòa Hảo, đức thầy ngồi thiền mái về tới Phú An ghé thăm ông Năm Hiệu vừa tắt thở. Ngài vào nhà đứng một bên, trên đầu lấy tay vuốt mặt ông Năm Hiệu 3 lần và cho biết ông Năm đã đi rồi, ngày mai tôi khi diễn thuyết ở chợ Giàm xong sẽ về dự đám táng ông. Đồng thời cho giọng bàn hương án ở giữa sân nhà, xem phần trang trí bàn Phật dưới đây. Sáng hôm sau, tức là ngày 27 tháng 5, đức thầy đi xe lên tại sân vận động chợ Giàm. Tan buổi, tôi mời đức thầy về tư gia tôi dùng cơm. Uống nước xong, đức thầy hỏi: ông Hương Hào đi dự đám tang ông Năm Hiệu không? Tôi mới đáp: dạ có đi thầy. Đức thầy nói: ông đi bằng cách nào? Dạ bạch thầy, tôi đi bằng xe đạp. Đức thầy nói: thầy đi bằng xe hơi, Hương Hào đi bằng xe đạp, e không có kịp thôi. Hãy đi chung với thầy cùng với ông Năm Nhiên thông gia với đức ông. Tôi nghe lời, tới nơi vào nhà thấy chú Sáu Phu, đoàn trưởng Kiều Phu đang đốt đèn. Đức thầy hỏi: chừng nào di quan? Dạ khoảng 12 giờ này thầy. Đức thầy say qua bảo tôi: đi kiếm cho thầy 2 khúc tre bằng cổ tay, dài hơn sải tay, cột 2 chân bàn Phật và lựa 4 người khăn đóng áo dài chỉnh tề để khiêng. Bàn Phật tôn trí gồm có nghi thức tổ chức trang trí bàn Phật: 1 lư hương đặt trước, 2 chân đoàn cầy để 2 bên thắp suốt thời gian hành lễ, 3 chung đông, 3 chung nước. Phía trước là ghi danh tánh như lời cầu nguyện của người chết. Tuyệt đối không cúng hay là chưng trái cây ở đây. Thấy bà con thân quyến và tín đồ tụ lại khá đông, đức thầy nói: thôi để thầy cầu nguyện trước cho Năm. Ngài bước vào đứng trước bàn Phật hương án, đốt 3 cây hương, quỳ xuống nguyện hồi lâu, độ cây hương cháy 1 phân, rồi đứng lên cắm hương. Không nhớ ngài có lại hay không, đức thầy rời khỏi bàn Phật lên tiếng. Thầy nói: trong tăng gia vào cầu nguyện bàn Phật trước đi, để cho anh em bổn đạo cầu nguyện sau. Bây giờ đức thầy đi ra phía dưới nhà, thấy cái bồ bông ra, trên đậy mấy miếng đan lợp. Ngài hỏi: cái gì trong đây? Anh em đồng đạo trả lời: đây là số gà vịt chuẩn bị đãi khách đưa đám tang ông Năm. Đức thầy nói: sao giết nhiều mạng quá vậy? Cả 100 mạng. Thôi thả hết số gà vịt này ra, con nào 1 con thôi. Vậy là trong nhà có người chạy đi mua 1 con heo. Hồi lâu đức thầy bước ra sân lên tiếng: tử thì tán, phát hương cho mọi người chuẩn bị đưa đi. Sáu Phu chọn sẵn số người khiêng linh cữu, cách sắp xếp đưa đám táng theo lời của ông Hầu Quỷ và Sáu Phu: 1 là bàn Phật khiêng đi trước, 2 là kế đó là đức thầy liền theo sau bàn Phật, 3 là bàn dông đi kế đó, kế linh cữu và kế tiếp theo là tăng gia quyến thuộc và người đưa đám. Tùy theo đường rộng hẹp, sắp nam nữ 2 bên hoặc là 2 hay 4 hàng đi cho trật tự, mỗi người cầm nhang, mỗi người cầm 1 cây nhang, mỗi người trang phục chỉnh tề, chắp tay vào ngực niệm thầm bài Tây Phương tiếp dẫn tới nơi ăn nghỉ cuối cùng, tới phần mộ. Đức thầy khoát tay dừng lại, ngài mới dạy: bàn Phật đặt trước quay về hướng tây, 2 là linh cữu đặt giữa 2 cây để sẵn nơi miệng nguyệt, 3 là bàn dông đặt trước đầu mộ, 4 là tăng gia lại từ biệt lần sau cùng. Tất cả mọi người quay về hướng tây, tức là hướng của bàn Phật đặt, đọc 3 lần bài Tây Phương tiếp dẫn. Đức thầy bước tới bàn Phật, 2 tay gom bông 3 chia ra làm 2, 1 tay rải bông dưới nguyệt. Ngài ra lệnh triệt bàn Phật và hạ nguyệt, rút chân lưu hương còn trái dở dang cấm lại chỗ nào thích hợp. Ngài rải số bông còn lại trong tay của ngài trên quan tài xong, bảo đem bàn dông về nhà thờ. Thấy đức thầy làm như vậy, số người bắt chước rải bông theo. Ngài dạy:
Tôi nói cho bổn đạo biết, ngày nay tôi rải bông cho năm hiệu, còn về sau khi thầy vắng mặt, không ai được rải bông xuống nguyệt hết, nghe rõ chưa? Nói xong đức thầy ra lệnh phủ mộ, rồi vào nhà mọi người lục đục đi theo. Vào thấy bà Năm Hiệu ngồi khóc, thầy mới hỏi sao bà Năm khóc. Bạch với thầy, trước cảnh chia ly của gia đình, nay ông Năm mất, nhìn lên bàn thờ con thấy tủi thêm nên khóc. Đức thầy nói, nay tuy ông Năm chết đi, nhưng có tôi về đưa đám là tốt rồi. Tôi nói cho bà biết, sau này tôi đi xa trở về thì có ông Năm Hiệu về với thầy, chớ có mất đâu. Bà đừng có khóc nữa, hãy ráng lo tu đi. Nghe đức thầy nói vậy, các ông giáo kinh Hồ Nam Kinh, tức là Hương và ông Hương Quảng Diệp nói, phải mình chết được như ông Năm là quá tốt. Lúc ấy tốt mua heo vừa về tới, con heo khoảng 100 kg. Đức thầy lên tiếng, mọi việc đã xong rồi, có ai ở lại đây mà chờ ăn thịt? Thôi, mở dây thả cho nó đứng lên đi. Một là để nuôi, hai là đem trả lại, con heo sau này trả lại được, bây giờ có chưa dùng nấy. Nói xong đức thầy lên xe về Hòa Hảo. Mọi người thấy vậy cũng tản hết. Về tới nhà, đức ông mới hỏi tôi, đám tang Năm Hiệu đãi đằng ra sao? Đức thầy khéo léo nên độ tất cả gà vịt ông cả ơi, không bị chết con nào hết. Nghe vậy đức ông lên tiếng cằn nhằn, cũng tại ông đạo không hà, sợ giết nhiều mạng, đến đổi con heo cũng không cho làm thịt đãi đằng hương đảng, rồi đây gia đình người ta phiền hà cho mà coi. Làm như thế mất hết tình cảm xóm giềng thôn lân, sao không để gia đình người ta đãi đằng trọng hậu những người tới đưa đám tang cho xứng đáng chứ? Nghe ông cả trách, đức thầy vừa cười vừa trả lời, thiệt ông cả nói chuyện đàn Tây mà làm chuyện là bên Đông không hà. Đã lo cầu nguyện cho linh hồn người chết sớm siêu sinh nơi cõi thọ Tây Phương Cực Lạc, mà sát hại sanh mạng cho nhiều để người chết kẻ sống mang thêm nợ mạng ở cõi Đông Độ nữa. Đức thầy giải thích tận tường, đức ông và mọi người im lặng và nhận ra chân lý mỗi khi có đám tang tế đều tùy theo phù hợp với đám tang này. Người kể lại, tức là ông Quỳnh Thủ Phỉ. Tiếp theo, ai tu nấy đắc. Sau ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, dân chúng khắp nơi trong lục tỉnh Nam Kỳ tìm đến nhà con Hương cả bộ làng Hòa Hảo xin được độ bệnh, nghe pháp và bá tánh quy y một ngày một đông. Trong đó có thân mẫu là xác thể của đức thầy. Buổi chiều nọ tới thời cúng công phu, bà cả mặc áo lễ chuẩn bị công việc thường hằng của người tín đồ. Thấy vậy ông cả lên giọng mỉa mai, bà cả ơi, bà cả về Tây Phương cho tôi nắm giặt áo quá gian nghe bà cả. Bây giờ đức thầy đang tịnh dưỡng. Kế đó ngài lên tiếng, này ông cả, ai ăn cơm nấy no. Ông cả nên biết, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, còn không tu là không đắc. Giả sử ông cả đi trước bà cả thì ông nắm giặt áo của ai? Ông cả yên lặng suy nghĩ. Thế mà 22 năm sau, ông cả từ trần trước bà cả 6 năm. Đức thầy ân cần khuyến bảo tín đồ, lời lành khuyên hãy gắn ghi, Dương Trần phải ráng tu trì sớm khuya, thực theo lời của Dương Kim Phan Bá Cầm. Tiếp theo là lòng từ bi đâu. Khoảng thượng tuần tháng chạp năm Kỷ Mão, tôi qua tổ đình cùng với đức thầy đón xe lôi đi từ Hòa Hảo tới Phà Năng Gù, Bắc Cái Đầm. Gặp người chạy xe lôi gần tới, tôi mới nói với đức thầy, tôi thấy thương người chạy xe lôi quá thầy ơi, họ phải cố lấy sức cần lao chạy suốt ngày để đổi lấy chén cơm, manh áo, nuôi sống gia đình, về dễ không nỡ ngồi xe. Hơn nữa mình là người tu Phật phải có lòng từ bi. Đức thầy nói, sao mình từ bi mà nói giọng tội nghiệp? Có mình đi thì người ta mới có tiền trang trải cho gia đình, bao chuyện cơm, áo, gạo, tiền mọi thứ chứ. Nghe đức thầy dạy nên tôi kêu xe lâu dừng lại, hai thầy trò lên xe ngồi, giá là 2 đồng mỗi người, vậy thì 2 người là 4 đồng. Chưa có đến bến, nhưng mà chạy xe giữa chừng xe bị bể bánh, chủ xe yêu cầu đón xe khác. Tôi liền lấy tiền ra trả phân nửa số tiền 2 người khách là 2 đồng. Như vậy mà đúng lẽ nửa đường,
Nhưng Đức Thầy cười và nói: sao không trả đủ 4 đồng mà chỉ trả có 2 đồng? Vậy lòng từ bi của ông ở đâu? Được Đức Thầy dạy về lòng nhân, tôi nhận ra ý nghĩa và giá trị tình người nên trả thêm 2 đồng nữa, xem như đã đi đến nơi. Người chạy xe lôi ngỏ lời cảm ơn, còn tôi lấy lòng thấy lòng mình hoan hỷ vì nhận chân giá trị cuộc sống của tình người. Tôi tức là Phan Văn Dứt kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện Toại Nguyện. Từ bài bài làng Vĩnh Ngôn trên bờ kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc, có 6 thanh niên cùng trang lứa chung tâm nguyện, mong muốn gặp Đức Thầy cho biết mặt. Vì vậy khi hay tin Ngài về đài tại nhà bạn Thịnh Liên, ngày 24 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, cả 6 người rủ nhau cởi áo cột vào lưng chạy bộ vô hướng núi Két. Khi vừa tới núi Sam, được nghe tin chở Đức Thầy mới về Châu Đốc, đang ở nhà của ông xã bộ Lê Công Bộ, cả 6 người chạy trở ra tìm tới nhà được bà cả bộ cho biết. Đức Thầy vừa lên xe đi về Long Xuyên rồi, mời mấy chú vào đây dùng cơm, hơi sức đâu mà chạy theo cho nổi, thôi đừng có chạy theo nữa, chờ dịp khác đi. Cả 6 người nhìn nhau đồng từ chối và quyết tâm chạy theo. May mắn thay, chiếc xe đưa Đức Thầy vừa chạy xuống tới Ba Tiệm, cách Châu Đốc chừng khoảng vài 3 cây số, thì máy bị trục trặc nằm ì ra đó. Anh tài xế đang lui cui sửa chữa, lúc này 6 anh thanh niên chạy vừa tới. Lúc ấy có người thanh niên cao ráo đứng sẵn bên đường hỏi: các anh chạy đi đâu mà thở gấp vậy? Nghe thầy về đài thuyết pháp xong trong nhà bàn, chúng tôi muốn gặp mặt cho biết, nhưng khi tới núi Sam thì nghe tin đã ra nhà ông xã bộ Châu Đốc, chạy đến nơi thì xe về Long Xuyên nên chúng tôi cố chạy theo mới đến đây. Người mấy anh muốn gặp là tôi đây, mai mốt đừng có dại dột chạy theo như vậy nữa là đứt hơi đó, nghe chưa? Cả 6 chúng tôi mừng quá cúi đầu thi lễ. Anh tài xế lai quai máy vẫn chưa chịu nổ. Trong số đó, trong 1 trong 6 thanh niên đó có 1 anh giỏi về nghề máy, xin vô sửa tiếp. Anh lên kiểm tra và xe rồ máy nổ giòn, thầy trò chia tay thật là cảm động. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Mặc Áo Già. Tôi có 2 người bạn thân là Lê Văn Lợi và Lê Văn Xô ở ấp Long Thạnh, làng Long Kiến, Chợ Mới. Chúng tôi rủ nhau lên Hòa Hảo nghe thầy Tư thuyết pháp. Sau khi nghe xong, nên quy y tu vào đạo. Anh Lợi giờ mang áo già mặc vào rồi lên nhà ông cả xin làm công quả. Sau khi độ bệnh cho tới cho bá tánh gần xa, Đức Thầy tiếp tục thuyết pháp kêu gọi nhân sinh sớm quay về Bến Giác. Sau đó Ngài ra gần nơi bạn tôi ở trước tổ đình đang làm công quả. Đức Thầy nói: cha, mặc áo già hả? Bạn tôi im lặng. Đức Thầy nói tiếp: mặc áo già là phải tu cho già, nghe không? Sau đó một thời gian, vào ngày 21 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy sang viếng làng Mỹ Hậu Đông, Chợ Mới, tới nhà của ông cả 10 Lâm Tuấn Dĩ. Cùng theo đoàn có ông Bảy Dứt, Phan Văn Dứt. Từ nhà chạy ra, ông Bảy Dứt nói: xin thầy chờ tôi một chút. Đoạn quay trở vào thay bộ đồ già mới may, buông bả chạy theo. Đức Thầy cho anh xe lôi dừng lại chờ. Nhưng lúc ông Bảy Dứt vừa tới, Ngài nghiêm nghị bảo: ông Bảy, ông trở vào thay bộ đồ khác liền, ông không đủ sức mặc bộ đồ này, vì mặc nó quay nghi hạnh kiểm, phải thật đoan trang và phải thông suốt đạo lý. Nếu không được như thế sẽ bị người đời phê phán. Họ nói như thế này, họ nói tự quảng cáo là mình có tội, nghe không? Thực theo lời của ông Như Sanh. Tiếp theo là mẫu chuyện Phước Lớn Quả To. Trước ngày Đức Thầy bị nhà cầm quyền thực dân Pháp lưu cư khỏi Hòa Hảo hơn 1 tháng, buổi chiều nọ bá tánh ra về hết, chỉ còn lại số tín đồ thân cận ngồi nơi nhà khách tổ đình. Thấy nền đạo ngài phát triển, một tín đồ hoan hỷ nói: ai mà được sanh ra nơi đất Phật, ra đời như làng Hòa Hảo này là có phước lớn lắm.
Đức thầy cười và cho biết: quả hảo phước lớn, nhưng sau này là quả to. Tôi lẹ miệng liền hỏi: sao lại vậy thầy? Đức thầy nói: ở nơi có Phật, gần Phật đúng là có phước lớn, mà không lo tu hành thì sau này sẽ nhiều quả to. Nghe Đức thầy giải thích, mọi người càng suy nghĩ. Ông Phan Văn Nhất, Mỹ Hậu Đông, Chợ Mới kể. Tiếp theo là mỗi chuyện bớt niệm Phật. Sau thời gian hành trì xuyên suốt pháp môn tịnh độ, có lẽ do ngồi không đúng cách nên tôi bị tức ngực. Nên khoảng trung tuần tháng 6 năm Canh Thìn 1940, tôi tìm xuống Bạc Liêu trước viếng thăm thầy, sau nhờ ngài trị bệnh. Tới nơi cúi đầu kính lễ, Đức thầy cười và nói ngay: ông Hương Quảng mới xuống hả? Thôi bớt niệm Phật lại. Nguyên do ông ngồi không thẳng lưng nên bị tức ngực đó. Nên ngồi thẳng lưng lên rồi niệm đều theo hơi thở 20 tiếng. Mục đích việc niệm Phật để giải thoát cho thân tâm. Cần nên tránh 10 ác và làm 10 điều lành mới có hiệu quả. Đến chiều nọ người đều lo công phu, tất cả mọi người đều lo công phu thì ngồi niệm Phật. Tôi để ý thấy anh Ký Giỏi ngồi niệm Phật, theo tôi là quá mau, nên chờ anh Ký xả ra tôi mới hỏi ảnh: anh Ký à, anh ngồi niệm Phật khoảng bao lâu? Ông Ký đáp: tôi ngồi niệm Phật câu hồng danh Đức A Di Đà Phật chừng dài trăm trong 45 phút. Tôi nói: sao mau mà ít quá vậy? Ông Ký Giỏi nói: Đức thầy dạy tôi niệm Phật theo hơi thở, quán sổ tức, và khi niệm là tập trung tinh thần, chữ nào ra chữ đó, câu nào ra câu đó, rõ ràng không cho tạp niệm xen vào. Vậy là tôi rút ra một bài học kinh nghiệm. Tôi nhớ ngay lời Đức thầy đã dạy: nếu nhai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát nơi đồ dứt cuộc luân hồi. Sáng ra tôi trình với Đức thầy và từ giả ra về. Đức thầy đưa cho tôi một toa thuốc, bảo về bổ sắc uống là hết tức ngực, toa bổ trung trợ tỳ bổ tâm, huỳnh kỳ 2 chỉ, đảng thâm 2 chỉ, đương quy thân 2 chỉ, thiên sanh trực 2 chỉ, thổ phục linh 2 chỉ rưỡi, trần đì 1 chỉ, cam thảo 2 chỉ, diễn chí 2 chỉ, táo nhân 3 chỉ, thần khúc 1 chỉ, trạch tả 2 chỉ. Tôi tức là Nguyễn Chi Diệp kể. Tiếp theo, niệm Phật cần lặng tâm. Một buổi trưa khoảng thượng tuần tháng 4 năm Tân Tỵ 1941, tại văn phòng căn nhà số 148 đường Lê Phao, Sài Gòn, số anh em tín đồ từ các tỉnh miền Tây được Đức thầy triệu tập lên ở đây, tránh không để cho mật thám pháp bắt bớ. Lúc rỗi rảnh mọi người trao đổi kinh nghiệm tu tập, trong đó có việc niệm Phật làm sao cho được kết quả. Mỗi người mỗi ý kiến. Có một anh phát biểu như thế này: sau thời cúng tôi ngồi niệm Phật đến tàn cây hương. Người khác nói: sau niệm Phật tôi công phu xong, tôi ngồi niệm Phật 2 giờ chiều 2 giờ liền. Mỗi ngày tôi cúng 3 thời, dị chi là 6.000 câu niệm Phật. Ở trên lầu Đức thầy đi xuống ngài dạy: niệm Phật cần ở chỗ lặng tâm, tức là cho tâm an định, chứ không phải kể số nhiều nghe. Mọi người nhận thức ra thầy dạy tín đồ đi vào lý niệm Phật, chứ không niệm Phật theo sự tướng. Trong quyển tư có câu: việc tu tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Ông Bộ Quế kể lại. Tiếp theo là mỗi chuyện niệm Phật rành. Một buổi trưa khoảng thượng tuần tháng 4 năm Tân Tỵ 1941, tại văn phòng căn nhà số 118 đường La Phao, Sài Gòn, số anh em tín đồ từ các tỉnh miền Tây được Đức thầy triệu tập lên ở đây, tránh không để cho mật thám pháp thể bắt. Thấy mọi người ngồi trao đổi kinh nghiệm tu tập, trong đó có việc niệm Phật làm sao được kết quả, lúc này có 2 vị đồng đạo ở miền Tây trước khi đi được anh em gửi lời thăm nhờ hỏi Đức thầy: niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Nhưng quên câu giảng, vừa bước ra tới cửa thì thầy nhắc:
ở quê có ai gửi lời gửi vốn gì đó sao không đưa ra? Lúc này anh Hai Tâm mới nhớ lại câu giảng này, nên nhờ thầy giải cho ý nghĩa là được như thế nào. Đức thầy nói, niệm Phật rành là làm các việc từ thiện, không mong cầu hưởng phước báo, còn chỉ lo niệm Phật, sống chết mặc ai. Không làm các việc từ thiện hay chỉ làm từ thiện mà không niệm Phật thì chưa gọi là rành. Nhận được lời dạy này, chúng tôi rất hân hoan, quyết chí phụng hành. Hay cần kể, tiếp theo cũng niệm Phật rành và niệm Phật sanh. Đến ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy bị nhà cầm quyền thực dân Pháp lưu cư đến tỉnh Cần Thơ, về nương ngụ nhà ông Hương Bộ Thạnh trong sạch rạch sứ đũa, làng Nhân Nghĩa. Được tin này, ông xã Hơn, người ở xã Vĩnh Ngôn trên bờ kinh Vĩnh Tế Châu Đốc, chuẩn bị đi viếng thầy. Bây giờ khoảng thượng tuần tháng 5, nghe tin này, buổi chiều anh em đồng đạo tới nhờ ông hỏi dùm ý nghĩa trong sám giảng quyển nhất có câu: Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia hãy ráng biết rành đường tu, hay là niệm Di Đà ráng niệm cho rành. Và đoạn giảng Nam mô sáu chữ lệnh, sáu chữ Di Đà từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lệnh tanh chẳng ai chịu khó niệm thành thử coi, trì tâm thì quá toi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chịu mới cho thành. Rành và sành khác nhau hay là giống nhau, nhờ ông hỏi đức thầy dùm cho anh em tôi. Sau khi trình qua công tác giáo sự và tình hình trong đạo tại địa phương xong, toàn quay đi, đức thầy nắm tay ông vừa cười vừa nhắc khéo: Ở quê bổn đạo gửi gì cho tôi sao ông xã không đưa? Ông Hơn nhớ lại, và thông qua hai đoạn giảng trên, nhờ thầy dạy chỉ, đức thầy tách bạch nói ngay: Một, niệm Phật rành là trừ thập ác, hành thập thiện. Còn niệm hai là niệm Phật sanh là làm theo bốn đại đức của chư Phật. Nhận được lời vàng, ông xã Hơn từ giả đức thầy ra về, kể lại cho đồng đạo nghe cùng nghe. Ông Cao Văn Hưng thực lại. Tiếp theo là mẫu chuyện thuần niệm Phật. Một buổi trưa khoảng thượng tuần tháng 4 năm Tân Tỵ 1941, tại văn phòng căn nhà số 118 đường La Phêu, Sài Gòn, có một người tín đồ không có nhớ tên ở miền Tây lên xin vào diện kiến đức thầy và thưa điều thắc mắc. Bạch với thầy, từ ngày quy y theo đạo, con luôn hành trì pháp môn niệm Phật, là trì danh hiệu lục tự Di Đà xuyên suốt, coi như khá thuần thục. Có điều con còn nghi, lỡ bị tai nạn chết bất ngờ, hoặc là bất đắc kỳ tử không kịp trì câu lục tự Di Đà trong lúc lâm chung, có được giảng sanh hay không thầy? Nhìn người tín đồ thân thương đang lo lắng, đức thầy hoan hỷ giải thích: Người thường ngày chuyên cần niệm Phật cầu sanh Phật quốc là gieo sâu duyên Phật, đã gồm đủ tín nguyện hạnh, cho dù xảy ra tai nạn chết đột ngột mà ngay lúc lâm chung không niệm Phật câu lục tự được, vẫn được giảng sanh tịnh độ. Giống như cây kia mở miệng nơi nào thì cây phải ngã y bên ấy, không sao sai lệch. Ông yên tâm và tiếp tục hành trì. Người tín đồ hân hoan cứu từ: Thật vậy ngài cho biết. Nhớ ngài cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Thực theo lời của Nguyễn Thiên Anh. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Phật giáo Hòa Hảo có tam thừa. Tôi Việt Kiều ở Vĩnh Lợi, tỉnh Tà Keo, Cao Miên, Campuchia, chuyên bán thuốc ruồi miên, về ở Bài Bài, xã Vĩnh Ngôn, trên bờ kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Thường tới lui chợ Châu Đốc bán thuốc, và có quen một ông đạo cất cái am ở núi Sam. Có điều lạ là ông đạo này lập dị, không tắm rửa chi cả, cả hai sống chung bên nhau. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 39, cậu Tư Hòa Hảo ra đời, nên tôi tìm chú Hòa Hảo nghe pháp và xin thọ giới quy y. Ngày nọ ngồi uống trà, ông ấy hỏi: Trong đạo Phật có tam thừa, tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, còn Phật giáo Hòa Hảo thầy ông dạy tín đồ thừa nào? Tôi mới trả lời: Tôi chưa được rõ, có dịp tôi và ông đến hỏi đức thầy là chắc ăn hơn. Vấn đề này khiến tôi canh cánh bên lòng khá lâu, rồi dịp mai cũng đến. Tháng 5 năm 1945, đức thầy về đài tại nhà bàn tỉnh Biên.
Được tin này tôi vô cùng phấn khởi, nên rủ ông Đạo cùng đi nghe pháp, nhân tiện hỏi việc này luôn. Trong buổi khuyến nông, Đức Thầy kêu gọi đồng bào gia tăng sản xuất, hầu có cứu nạn đói đang xảy ra trầm trọng ở miền Bắc Việt Nam. Sau đó Ngài giảng giải đạo lý. Bất ngờ Ngài nhìn thẳng nơi hai chúng tôi đang đứng, tự nhiên nói: Đạo Phật giáo Hòa Hảo tôi khai mở có đủ tam thừa. Một, người được tôi trị bệnh cảm ơn đức xin quy y là hàng tiểu thừa. Hai, người trực tiếp nghe tôi nói pháp nhận thức chân lý tu hành là hạng trung thừa. Ba, còn hạng tuy không gặp tôi mà gặp được giáo lý của tôi dạy, chịu nghiền ngẫm rồi phát nguyện quy y, tu theo hành theo đúng tôn chỉ của tôi, đó là hạng đại thừa. Đồng thời Đức Thầy dạy thêm: Người tu hành cần ăn ở có vệ sinh sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, từ thể xác đến tinh thần. Các đấng thiên liêng như chư thần thánh tiên Phật không thể nào gần gũi những kẻ xác thịt nhơ nhớp. Nghe tới đây ông Đạo giật mình và nhận được sự sai lầm trong lối tu khổ hạnh, có sự lập dị của mình. Còn tôi vô cùng mừng rỡ vì đã giải tỏa điều thắc mắc lâu nay, nên thường kể lại cho đồng đạo nghe tại chùa Vĩnh Phước, xã Phú Vĩnh, Tân Châu, Châu Đốc. Trong đó có ông Trần Văn Tất, nhạc phụ ông Út Chiếm, Đỗ Công Quang cùng nghe. Ông Trương Văn Sườn, tức là Bãi Sườn, Phú Vĩnh. Tiếp theo là mẫu chuyện Đường Lối Tam Hợp. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy ra đời khai đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ngài dựng tam độ nhất như, trị bệnh thuyết pháp, viết kinh giảng để độ đời. Ba tánh xa gần khắp lục tỉnh Nam Kỳ, từ các cụ túc nho đến các nhà tân học trí thức tìm đến chất vấn, đối đáp bằng thi thơ. Có người nghe được lời pháp nhũ nhận ra chân lý nên xin quy vào đạo càng ngày càng đông. Lúc bấy giờ tôi ở Châu Đốc cũng tìm tới hỏi: Thưa thầy Tư, ông ra đời dạy đạo tôi đã nghe và đã tìm hiểu qua giáo lý của ông dạy chúng sanh lo xử thế cho trọn đạo làm người là nhân đạo rất là tỉ mỉ, nhưng có điều tôi thắc mắc sao ông không dạy tín đồ coi tuổi tác, chọn ngày giờ kén tốt xấu, kỵ hay là không kỵ, hợp hay không hợp, khi có gả cưới tan ma hoặc là dựng nhà mua bán mà cứ theo tự nhiên, hay là ông cho là thiên địa vô tình, như vậy có giúp cho tín đồ tránh quạ tay hay là phải bắt sang thiệt mạng chăng? Đức Thầy ung dung trả lời: Năm tháng ngày giờ và tuổi tác tốt hay xấu, kỵ hay thuận, do nơi con người tự gieo nhân tiện ác, còn việc sống chết hay các việc khác đều do nơi nhân quả mà ra. Nếu coi tốt người này xấu người kia rồi trách là thiên hạ thiên địa bất công đối với con người hay sao? Tôi hỏi ông hãy trung thực mà trả lời, đâu ông nhìn lại xóm trên của ông có tuổi nào bắt sang thiệt mạng mà họ ở bên nhau có con cháu đầy đủ hay không? Dạ thưa có. Rồi bây giờ tôi hỏi ông nhìn xuống xóm dưới nhà ông có đôi trai gái nào chọn tuổi ngày giờ tốt, rước giờ đại lợi, kiết đại, lại bị gãy gánh giữa đường, lại bỏ đàn con thơ dại không? Thưa thầy Tư có. Thầy nói: À, chính vì những nguyên nhân đó nên tôi không chủ trương coi tuổi tác tốt xấu hay là chọn cái ngày giờ năm tháng, vì tất cả đều do quan gia trái nghiệp hay là thiện ác mà ra cả. Thưa thầy Tư, ông quan niệm vấn đề này như thế nào? Đức Thầy đáp: Theo tôi thì tôi chủ trương đường lối tam hợp. Đồng thời ông bà, cha mẹ hay đôi trai gái cần nên xét suy cho kỹ, cho chín chắn trước khi quyết định sự chung thân. Ông cho tôi biết coi tam hợp là gì, xin Ngài cho biết. Tam hợp tức là: Một là ông bà hai bên hợp về đạo đức, hai cha mẹ hai bên cùng hợp suy nghĩ, ba đôi trai gái ý hợp tâm đầu. Đây là đường lối chính mà tôi dạy tín đồ của tôi đó. Nghe Đức Thầy phân giải tôi rất khâm phục và thể hiện sự tiến bộ trong hôn nhân trước thời đại. Sau đó tôi xin quy y. Lê Phú kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Lại Chuyện Trai Bốn Ngày. Ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy đi khuyến nông ở Hà Tiên về Tịnh Biên, Châu Đốc, diễn thuyết tại dinh quận Tịnh Biên, ghé viếng chùa Thới Sơn Nhà Bàn. Tan buổi diễn thuyết dùng cơm trưa xong, Đức Thầy bảo tôi chuẩn bị ba cái ghế để thầy tiếp khách.
Quả nhiên vừa dùng cơm xong có ban khách, hai người đạo cao đài và một vị sư. Ngài kéo ghế mời ba vị ngồi. Một bên tôi châm trà đãi khách, đức thầy bắt tay thân mật rồi đi vòng qua ngồi đối diện. Liền đó một vị bên cao đài hỏi: Thưa thầy Tư, ngài dạy tín đồ tu theo đạo Phật, vì sao chỉ dạy tín đồ ăn có 4 ngày chay mỗi tháng, như vậy 26 ngày còn lại tín đồ tiếp tục gây ác nghiệp thì làm sao trừ cho nổi mà giải thoát? Bên cao đài chúng tôi tu tiên mỗi tháng giáo hữu chúng tôi ít ra cũng dùng 6 ngày chay, mỗi năm ăn được tam nguyên kể cả trường chay giới sát, nhờ ngài giải thích chúng tôi biết. Bây giờ đức thầy đứng dậy đi vòng quanh đứng sau lưng của nhà sư, ngài mới hỏi: Này ông sư, xin ông cho biết ông xuất gia bao lâu rồi? Ông sư đáp: Hơn 30 năm. Nghe nhà sư đáp, đức thầy trở lại ghế ngồi và trả lời. Đức thầy nói: 30 năm về sau tín đồ Phật giáo của tôi cũng như ông sư đây vậy, họ trường chay hết rất đông, thậm chí cả nhà, cả xóm, cả dòng họ đều trường chay giới sát. Có điều khá đặc biệt là vừa giác ngộ quy y tu, đa số họ phát nguyện trường chay liền và đắc đạo vô số. Các ông hãy chờ xem. Bây giờ mọi người im lặng theo dòng suy tư. Theo lời ông Lê Văn Kỵ ở Vĩnh Ngôn kể, tiếp theo là mỗi chuyện bỏ thuốc điếu. Một ngày tháng 6 năm Canh Thìn 1940, lúc đức thầy lưu cư tại nhà của ông Võ Mậu Thạnh, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ, sau buổi ăn cơm trưa, mấy đồng đạo nam thả hồn theo khói thuốc lá. Đức thầy bước ra, mọi người ngồi dậy, khói còn bay tỏa nghi ngút. Ngài thân mật nói: Nhấn cho thầy một điếu thuốc coi. Tôi tức là Hương Quảng Chiến, nghĩ là đức thầy cũng hút thuốc nên lẹ đàn tranh nhau với đồng đạo dấn cho ngài. Thế vậy mọi người nhường cho, tôi lấy giấy hút để thuốc vào rồi nắn nót, dấn thật khéo đầu lớn đầu nhỏ, xong rồi hai tay dâng lên cho thầy. Đức thầy tay trái cầm điếu thuốc, tay mặt cầm hộp quẹt. Bây giờ hộp quẹt làm bằng đá lửa và bông gòn có sẵn dầu lửa. Có điều thầy không đưa lên môi, nhưng có điều thầy không đưa lên môi như những người hút thuốc, vừa quẹt đốt vừa dạy tín đồ. Cái chuyện nhỏ như việc hút thuốc mà còn không bỏ được thì làm sao làm được những chuyện lớn lao. Nghe đức thầy cảnh cáo, tôi và mấy anh em lấy làm hổ thẹn và cương quyết đoạn trừ. Tôi là ông Trần Văn Khương, làm nghề dạy học nên mọi người gọi tôi là giáo Khương. Liền thuốc điếu đã cai bỏ mấy lần mà chưa được, vì khi giao tế có ai mời hay đứng lên đứng trên gió thì mùi thuốc không làm sao chịu nổi. Cho đến khi quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, được ở bên đức thầy vẫn lén lút, thậm chí phải vào trong nhà tiêu để mà giải quyết cơn ghiền. Sau khi hút thuốc xong thì cố đánh răng cho bớt hôi miệng để đừng hay bay mùi thuốc ra cho mọi người xung quanh biết. Ngày nọ hút thuốc xong, vừa bước vào đức thầy hỏi: Hút thuốc đã ghiền quá hả ông giáo? Tôi mới dạ. Trả lời xong tôi rất ngại. Đức thầy có lời khuyên tôi: Thôi ông giáo, mình là người tu cũng là nhà giáo, hút thuốc coi sao được, hãy bỏ thuốc đi, đừng hút nữa. Lời khuyên của đức thầy có vậy, thế mà tôi bỏ thuốc được lúc nào lại chẳng hay. Đời tàn cũng muốn làm thinh, ăn chay hút thuốc mà tụng kinh miệng cười lời của ông Ba Thế. Theo lời kể của giáo Khương, ghi nhớ lời thầy, tôi là Hào Biện Phan Văn Hạc và Hương Chủ Trần Văn Liễn, cùng làm hương chức làng Bình Đức, Long Xuyên, cũng là đôi bạn thông gia. Do giáo tế rộng rãi nên mỗi khi có khách, theo lối xã giao lệ thường là điếu thuốc, miếng trầu là đầu câu chuyện. Ngày nọ lối tháng 7 năm Kỷ Mão 1939, cả hai nghe nguồn tin trên Hòa Hảo quận Tân Châu có Phật ra đời, mượn xác thể người thanh niên chưa đầy 20 tuổi, Khôi Ngô, con thứ của ông Lương, của ông Hương cả bộ, để tỏ tường hư thật. Cả hai quyết lên một chuyến. Tới nơi thấy thầy Tư bận rộn được trị bệnh cứu đời, lại còn ứng đối thi thơ hay ra kinh giảng cho mọi người sao chép, có lúc thuyết giảng đạo đức, hai chúng tôi chen lẫn vào đám đông, tự nhiên người lên tiếng:
chào hai ông Hương chức làng Bình Đức Long Xuyên. Thật sự là quá bất ngờ, vì lần đầu tiên chúng tôi mới tới đây dò xét, sau thời pháp nhận thấy những cái lời dạy hợp với đạo lý luân thường nên chúng tôi xin quy y vào đạo. Ngày nọ chúng tôi lẫn vào dòng người đến nghe giảng đạo, sau khi thuyết về đường lối tu hành với giọng thanh cao, khi trầm lúc bổng tự nhiên, ngài nhìn thẳng vào hướng hai chúng tôi đang đứng. Đức thầy nói: cái gì của cha mẹ cho không nên bỏ, còn cái gì tự mình tạo hãy sớm rứt bỏ đó đi. Chúng tôi nhìn nhau tự hỏi, sao đức thầy nói trúng căn bệnh của mình quá, hay ngài biết mình đang nghiện thuốc. Thời pháp kết thúc từ lâu, chúng tôi bàn với nhau: nay mình được quy y với Phật, mong cầu Phật đạo giải thoát mà còn bị ràng buộc bởi cái gối mê thì kỳ quá, biết đến chừng nào mới dứt được nó. Điều nào đức thầy cấm đều có lợi ích cho bổn đạo hết, huống chi đây là vấn đề xa xí, tổn sức hao hơi, hại cho sức khỏe bản thân, nên lụy bao người thân xung quanh rồi, nhất là nhân cách người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mà ngay đầu tám điều răn cấm đức thầy đã dạy, khi đã coi giảng phải tự xét mình và chữa sang những thói hư tật xấu, mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Sau khi bàn tính và suy nghĩ rốt lý, cả hai suy bạn cũng là đồng đạo cương quyết bỏ thuốc. Lời của ông Phan Văn Hạc kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện chuyển thần nhãn. Một buổi sáng tại Long Xuyên, đức thầy ở nhà một tín đồ. Ngài bảo bà Ký Giỏi ra chợ mua thực phẩm. Thầy nói: cô Ký đi chợ mua ít đồ ăn, bữa nay có khách. Dân lời bà ra chợ, sao lạ quá, cả chợ những người mua kẻ bán toàn là thú vật đủ loại, cảnh tượng kinh hãi vô cùng, nên về kể lại cho anh chị em nghe. Bà nói: tôi đi một vòng chợ hôm nay, sao thấy toàn là thú vật đủ loại, cả chợ chỉ thấy được có hai người mà thôi. Mọi người nghe qua bán tính bán nghi, không sao có thể có chuyện lạ như thế. Ông Năm Hiệu lên tiếng: vậy để tôi đi chợ thử coi, có thấy như vậy không, sao lại có chuyện nhảm như thế. Tuy nhiên khi ông ra chợ đi qua mấy kẻ bán thịt thì cũng như thế, vô cùng kinh dị, trở về kể lại. Ông Năm Hiệu nói: lạ quá, tôi tới mấy kẻ bán thịt heo thấy toàn là thịt người ta không à, tới đâu cũng toàn là những chuyện không sao kể được. Thôi từ nay tôi nguyện ăn chay trường luôn, khỏi sợ bị lầm cả. Ông đem câu chuyện trên hỏi lại đức thầy: thưa thầy, sao lại có chuyện lạ kỳ kinh dị như thế? Ngài không trả lời, chỉ cười và có lời khuyên: ông hãy ráng lo tu đi, sao còn nhiều chuyện lạ kỳ hãi hùng hơn thế nữa thôi nha. Đức thầy cảnh tỉnh: như thế có phải chăng ngài chuyển thần nhãn muốn cho tất cả tín đồ sớm nhận ra sự thật cuộc đời trong đại cuộc biến di thương hải của buổi hạ ngôn? Ông Nguyễn Văn Hiệu, tức là Năm Hiệu, kể lại. Tiếp theo đây là mẫu chuyện ố thôi. Ngày kia hai ông Quỳnh Hữu Khỉ ở chợ Giàm Tân Châu và tôi là xã bộ Lê Công Bộ từ miền Tây lên văn phòng số 168 ở đường Lê Phao, Sài Gòn báo cáo với đức thầy. Bạch thầy, từ Tân Châu, từ Châu Phú, Châu Đốc danh sách tới tín đồ được 2,500 và ông Hương Hào Khỉ, còn tôi từ Tân Châu, Hồng Ngự hơn 3,000, cộng chung là 5,000 đi, nhưng sao chỉ còn 500 tín đồ mà thôi à, 100 mới đặng ấu thôi 10 người. Ông Phỉ ngạc nhiên hỏi: sao lạ vậy thầy? Thầy mới trả lời: vì tu không bền chí và bỏ tôn chỉ hành đạo của tôi nên rơi rớt lần theo thời gian. Nghe vậy chúng tôi suy nghĩ, thời gian là liều thuốc thử lòng con người, như thế đức thầy đã từng dạy, đường xa mới rõ tài con ngựa Ký, lúc quy nàng tường tận kẻ vô lương. Tiếp theo là mẫu chuyện bổn đạo thì đông. Ngày mùng 5 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, đức thầy đến công tác khuyến nông tại làng Tân Thạnh, đất Vàng Thượng ở Đồng Tháp. Ban tổ chức sắp xếp anh chị em tín đồ đứng hai hàng nghênh đón đức thầy và đoàn từ dưới bến voi lửa đến lễ đài, khí thế rất long trọng trang nghiêm. Bây giờ ông phó quận trưởng chợ mới đi trong đoàn thấy vậy mới nói với đức thầy: bổn đạo thầy tư đông quá. Đức thầy nói: bây giờ bổn đạo thì đông,
sau xuồng dâm chở không đầy. Tôi đứng giữa phần trật tự và hầu, nhưng Đức Thầy gạt tay không cho tôi hầu hoạt và quay sang nói với các tín đồ: làm trai thì phải có chí khí, nhưng trước khi làm những việc gì đừng nên để lại hậu quả. Mọi người nghe ra và mỗi người chạy theo luồng tư tưởng duy nhất của Thầy. Trước hiện tình của đất nước, đây chỉ là điều xưa Đức Phật Thầy Tây An từng dạy môn đồ của Ngài. Bây giờ bổn đạo Duy Nguyên ngày sau lọc lại một xuồng lưng lưng, chúng tôi chợt nhận ra những lời khuyến dạy của Ngài. Tín nữ thiện nam dình mỗi đạo, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh. Ông Nguyễn Bửu Trân ở Tân Thạnh, Thanh Bình kể. Tiếp theo là mỗi chuyện hết đời. Lúc ấy khoảng 6 giờ chiều cuối năm Bính Tức 1946, anh em chiến sĩ thuộc bộ đội Hòa Hảo Dân Xã kháng chiến chống giặc Pháp tại chiến khu miền Đông Nam Bộ. Nhân lúc rảnh rỗi quân tình, mọi người nói chuyện đó đây cho khuây khỏa. Bây giờ Đức Thầy đi công tác về tới, vào ngồi chung với anh em chiến sĩ, huynh đệ chi binh. Tôi lên tiếng hỏi: bạch Thầy, ngay phần mở đầu trong quyển Sấm Giảng khuyên người đời tu niệm, Thầy có viết: hạ ngôn nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Vậy khi hết đời sẽ có những hiện tượng gì xảy ra, xin Thầy nói rõ chúng tôi biết. Đức Thầy ôn tồn đáp: hết đời là hết cái đời bận nhơ, chừng ấy sẽ có những hiện tượng báo trước cho nhân loại thấy, như bão lụt, hạn hán, thiên tai, mất mùa, động đất, sóng thần, chiến tranh, dịch bệnh, đói khó làm cho nhân loại trên quả địa cầu chết chóc thê thảm không sao kể xiết. Đó là dấu hiệu hết đời hạ ngôn hạ. Với tai họa khủng khiếp này, nền văn minh khoa học cũng phát minh tiến bộ tột đỉnh, để rồi bế tắc như ngọn lửa đang cháy mạnh, rồi chống tàn lụi. Nhưng một lát Đức Thầy nói tiếp: ngoài bổn phận chúng ta chống xâm lăng, bảo vệ đất nước quê hương, các ông còn phải ráng lo tu hành, vì có tu mới được sống đời thượng ngôn thánh đức. Nghe được lời khuyến dạy của Đức Thầy, anh em chiến sĩ lấy làm hân hoan và tự hứa: ngoài việc đền ơn ngọn rau đất đất, người chiến sĩ Hòa Hảo còn phải rèn luyện cho mình cuộc sống tâm linh để có đủ điều kiện dự hội long hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Chiến sĩ Tâm kể. Tiếp theo là mẫu chuyện cử ăn hai con. Trong bước dân du giáo đạo, lúc Đức Thầy dừng chân nơi thánh địa Ba Trúc, Tam Bửu Tự, núi nước Thủy Đài Sơn và núi Tượng Liên Hoa Sơn ở huyện Tri Tôn, Châu Đốc, là nơi khi xưa Đức Bổn Sư Ngô Lợi truyền giáo độ đời. Ngày sanh năm Canh Dần 1930, gần Mộc Bài Giáp Cao Nguyên, đến ngày mùng 5 tháng 5 năm Đinh Mão 1867, bỗng nhiên ngày đê mê 7 ngày đêm, khi tỉnh dậy thì lòng trần rũ sạch, chứng đắc đạo quả. Bài thi sau đây nói rõ sự việc này: hương thượng Đinh Mão tế, ngũ ngoạc nhật ngọ niên, chuyển ngã thân khử tục, thất nhật dạ đê mê, tịch nhiên hồi hoàn tỉnh, giải thoát tẩy trần tâm, giáo nhân tùng thiện đạo, khẩu thuyết phổ lưu truyền, hiếu nghĩa kinh. Từ đó Ngài phát khoái cho bá gia quy y tại Phi Lai Tự, chính thức lập nên giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương tứ ân hiếu nghĩa. Ngày 28 tháng 4 năm Mậu Dần 1878, Ngài thị tịch ngày 13 tháng 10 năm Canh Dần 1890. Đây là tiền kiếp chuyển thân của Ngài trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Nay Đức Thầy về viếng lại cảnh xưa và thuyết pháp độ chúng. Các ông trò ông gánh sau khi nghe lời giảng giải, họ nhận ra Thầy là người xưa trở lại, hình bóng Đức Bổn Sư. Nhân đó Đức Thầy thăm hỏi, Thầy nói: mấy bà con xưa gọi Đức Bổn Sư ra sao? Ông gánh đáp: bạch Thầy Tư, chúng tôi gọi là cậu Năm. Người có tên là Tên Thiếp nên gọi là cậu Năm Thiếp, còn có tên là Hữu, Ngài còn có tên là Ngô Lợi. Đức Thầy nói: nếu vậy bà con cũng tự nhiên gọi tôi là cậu Tư được rồi. Ý chỉ người xưa trở lại. Đức Thầy nói tiếp: vậy cậu Năm dạy bà con hành đạo ra sao? Ông trò đáp: Thầy chúng tôi xưa dạy ngoài 4 ngày chay, mỗi tháng còn cử ăn 12 con giáp và lại mỗi hướng 24 lại. Đức Thầy phân tích: đó là lúc Phật Pháp bị gài then, do sự đàn áp của thực dân Pháp nên cách lại hai bàn tay đang tréo vào nhau. Đây chỉ cho sự bế tắc để qua mắt bọn diệt gian bán nước nên khó hành đạo.
Giả lại lúc đó cậu Năm mưu đồ phục quốc nên đạo gặp nhiều khó khăn. Bây giờ Phật Pháp đã mở then rồi, vậy bà con hãy lại hai bàn tay lật ngửa và chỉ lại bốn lại mỗi hướng mà thôi. Bốn hướng cộng lại là 24 lại. Còn xưa cử ăn 12 con giáp thì nay bà con cử ăn cách này mau đắc đạo lắm. Tôi dạy tín đồ cử ăn có hai con gì đẻ trứng và con gì sanh ra con, chứ không cử nhiều như xưa nữa, đây chỉ là phương tiện mà thôi. Kể từ đó số môn đồ của Đức Bổn Sư nhận ra thầy xưa chuyển kiếp nên quy vào đạo để tu. Thể theo lời ông Nguyễn Văn Tho, xã Hòa Bình Thạnh, Chợ Mới, An Giang kể. Tiếp theo là mỗi chuyện ai về thăm ông cả. Giữa mùa xuân năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình, nghĩa là chưa bị nhà cầm quyền thực dân Pháp lưu cư khỏi Hòa Hảo. Ngày nọ Đức Thầy nói với ông cả và cô Năm Biên. Thầy nói có thời gian tôi sẽ xa vắng ông bà cả và tín đồ khá lâu. Bây giờ mọi người rất nên khổ sở như bầy kiến bò quanh miệng chén khó tìm ra lối ra. Một ngày tôi lại về thăm ông cả nhưng bị ông cả đánh đòn rồi ông hối hận. Vì vậy tôi có lời khuyên ông cả nên làm ông tự đốt nhang cho Phật chứ đừng nên tham gia quan chức gì hết nghe. Thế rồi biến cố đất vàng tháng 2 năm 47 Đức Thầy vắng mặt, đã tùy duyên vắng mặt. Hơn nửa thế kỷ tín đồ chịu biết bao lần pháp nạn nghiệt ngã của các thế lực. Về thế sự thì giới dây giải pháp Bảo Đại về nước làm quốc trưởng tại miền Nam, trải qua nhiều nội các, đến thủ tướng Ngô Đình Diệm, chính phủ mời Đức Ông làm cố vấn chính phủ. Vì thế tại Tư Gia có cận vệ đêm ngày canh giữ. Ngày nọ ông cả đang nghỉ trưa tại nhà Tổ Đình, xuất hiện một thiếu nữ khá xinh đẹp, tay cầm dù đi vào tận nhà hỏi cô Năm Biên. Cô Năm, ông cả đâu rồi? Cô Năm mới trả lời, tía tôi nghỉ trưa trong phòng. Cô hỏi làm gì? Cô gái không trả lời mà đi thẳng vô buồng, nắm chân ông cả giật hai ba cái nhằm đánh thức ông cả dậy. Vừa mở mắt thì cô gái lên tiếng, tôi muốn nói chuyện với ông cả. Đang ngủ mà có người cả gan đánh thức ông nên ông mới hỏi sao cô dám phá giấc ngủ tôi. Vừa hỏi ông cả vừa rút cây roi để trong vách bảo cô gái nằm xuống sàn nhà, nhịp cho mấy roi rồi mới bảo, cô ngồi dậy, muốn gọi hỏi gì thì hỏi đi. Cô gái nói, tôi xa ông cả đã lâu, nhớ ông, về thăm ông. Người thiếu nữ nói xong chỉ cười rồi ra đi khỏi nhà mất dạng. Bây giờ tự nhiên tôi nhớ lại, tôi là cô Năm Biên đó, nhớ lại cái chuyện thầy nói chuyện năm xưa nhắc lại cho ông cả nghe, trong lúc đó có tôi, cho nên tôi mới giật mình nói với tía tôi, tía à, năm xưa có lần anh Tư nói thầy sẽ đi xa khá lâu, nhớ ông cả nên tôi về thăm còn bị ông cả đánh đòn, hay là thầy về thăm mình đó tía. Nghe tới đây ông cả nhớ lại, tức mình buông roi đứng dậy kêu mọi người chạy ra hỏi mấy vệ binh về người thiếu nữ vừa đi ra. Thế là các lính trực canh cửa cũng không ai thấy bóng dáng. Từ đó ông cả từ chức cố vấn chính phủ và an phận làm ông tự đốt nhang trong cái việc hối hận của ông. Cô Quỳnh Thị. Tiếp theo đây là mỗi chuyện vì đạo mà không sẽ chết. Một tín đồ ở xã Mỹ Hòa Hưng, không có rõ tên họ, một vợ ba con. Trong thời gian Đức Thầy ra đời dạy đạo ở Hòa Hảo, anh có đến quy y và thường tới lui ở Tổ Đình chép giảng cho bà con học. Anh cũng thuộc lòng rất nhiều về kinh giảng, vì anh này cũng có cái giọng đọc rất hay, thường đi đó đây lại nhà của tín đồ để mà đọc giảng cho bà con nghe. Quý vị biết thời gian đó không có máy phóng thanh, người đầu đọc giảng hay là người đó được mến chuộng và đọc sáng đêm. Tới năm 1943 thầy ở Sài Gòn, anh ra thăm thầy. Giữa cái tình thầy trò hàn huyên tâm sự, thầy có nói với anh, thầy nói con về nhà đừng có đọc giảng nữa, bớt lại đi, cái đối tượng nó không có ưa, nó giết mà chết đó. Anh tín đồ này mới hỏi bạch với thầy, đọc giảng có phước không thầy? Thì Đức Thầy đáp, nói có phước chứ, phước nhiều lắm. Thì anh tín đồ mới nói, nếu đọc giảng mà có phước thì con cứ đọc, con không sợ chết đâu thầy. Quả đúng như lời của thầy tiên đoán. Sau khi từ giả thầy ra về, anh cũng vẫn thực hiện cái việc làm của mình như cũ, là đi đọc giảng đó đây.
vào khoảng năm 1945. Một hôm anh bị bắt vào lúc ban đêm, đem ra nước chết không ai hay biết hết. Điều này chỉ có mình Đức Thầy ở Sài Gòn mà Thầy biết. Thì thời gian đi khuyến nông đến Long Xuyên, thì sau khi thuyết pháp xong thì tới dùng cơm, ban tổ chức mời Thầy dùng cơm thì Thầy nói anh em dùng đi, tôi đi qua sông, qua Mỹ và Hưng để thăm người quen. Thì Thầy xuống bến đò Ô Mây, Thầy đi qua. Mình được biết là có một vài đồng đạo theo. Thầy lên đò đi ngay đến nhà của anh tín đồ đó. Nhà thật là nghèo, trống trước sụp sau, chẳng giặt ngoài giằng lại, gãy tưa cả hết. Thầy bước lên nhà kêu ngay tên vợ có tên gì đó. Cô vợ bước ra nhìn thầy rồi chắp tay cúi đầu. Liền đó thầy mới nói: con lập bàn thờ thờ chồng cô đi, nó đã bị người ta neo nước chết rồi, ngày mấy tháng mấy đó nhớ đặng cúng cơm. Cô vợ nghe kinh sét đánh, rưng rưng nước mắt, điệu bạo nói với thầy: khi ảnh vắng mặt ở trong nhà, con tưởng đâu đi đọc giảng đó đây và theo thầy, đâu có ngờ. Thầy bước ra khỏi mấy hiên nhà, thầy mới giơ hai tay lên, thầy mới nói: con đừng có than khóc nữa, thầy hứa thầy sẽ tiếp độ linh hồn của nó về cõi Tây Phương Cực Lạc, và sẽ tiếp độ tất cả những linh hồn nào làm tròn đạo nghĩa. Thầy ở đây dùng cơm với cái người vợ tín đồ đó, bữa cơm đó cái linh kho xả ăn với bông điên điển, thầy ăn cũng rất ngon. Ăn xong thầy mới trở về Long Xuyên lại. Mỗi chuyện này là do ông hội trưởng ở tỉnh An Giang, tức là Nguyễn Văn Mưu, hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang thuật lại. Tiếp theo đây là mỗi chuyện năm điều cần phải làm của người tại gia cư sĩ. Anh Võ Thiện Gia, tức là ông Ba Gia, người ở làng Hòa Hảo năm 1940, được Đức Thầy dẫn đi núi cùng với một số tín đồ. Sau này đến năm 1943, Thầy ở tại đường La Pheo, Sài Gòn. Anh có đến thăm Thầy, qua lại nhiều câu chuyện khuyên răn tu hành. Đức Thầy kêu ngay anh mà Thầy nói: người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cư sĩ tại gia của tôi, có năm điều cần phải làm, không thể thiếu được. Thầy mới xòe bàn tay ra, Thầy đếm: một là phải lo làm ăn, hai phải lo cúng lại, ba là ăn chay giữ giới, bốn là làm lành, năm là niệm Phật. Ông Ba Gia lãnh hội được năm điều này, khi trở về nhà quyết tâm hạ thủ công phu cho đến ngày bỏ xác. Thưa quý vị, tiếp theo đây là mẫu chuyện cạn đìa mới biết. Lúc Đức Thầy chưa bị nhà cầm quyền thực dân Pháp bắt buộc rời khỏi làng Hòa Hảo, ngày nọ bá tánh thập phương ra về gần hết, chỉ còn lại số tín đồ thường xuyên thân cận. Ngài mới hỏi: đố các ông người ta tác đìa bắt cá hết, còn sót lại con gì? Chờ đợi một hồi lâu không có ai lên tiếng, Đức Thầy mới giải thích: có khó gì đâu, sau khi bắt hết cá dưới đìa thì còn sót lại con lươn, vì nó chui sâu dưới lớp trịnh. Lời giải thích này có ý nghĩa sâu xa. Chỉ những ai chạy theo công danh phú quý, hình tướng hay phong trào thì không sao tồn tại. Võ Như Sanh kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Đạo Chánh. Ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy viết quyển Giác Ngộ Tâm Kệ bằng lối văn Thất Ngôn Trường Thiên dài 846 câu tại làng Hòa Hảo. Trong đó có đoạn: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Khi đọc đến đoạn này tôi thắc mắc không sao hiểu rõ. Bây giờ Đức Thầy bị nhà cầm quyền thực dân Pháp đưa xuống Kinh Sáng Xà No náo nương vào nhà của ông Võ Mậu Thạnh ở Cần Thơ, nên tìm xuống vấn an, nhân tiện hỏi cho ra lẽ. Từ trong nhà ngài bước ra nắm tay tôi, giờ này ngài nói ngay: ông Bộ à, chuyện có vậy mà ông khổ công từ Hòa Hảo xuống tìm hỏi tôi cho được. Tôi nín thinh và ở lại tới ngày thứ ba, thầy mới dạy: mấy hôm rồi ông Bộ muốn thắc mắc hỏi về đạo chánh, nhưng cái chuyện đó
người tu nào cũng biết. Ông Bộ biết là vì sao không? Ông nhìn cho kỹ từ cá nhân cho đến tập thể, thấy họ giữ được cái chữ không, ấy là đạo chánh. Không danh, không lợi, không tình, không hờn, không giận, không ghét, không ganh, để tâm trống không mà sanh tâm độ thế. Vì vậy, ông nên an tâm theo đạo thầy mà tu. Nghe được lời dạy của thầy, tôi an tâm và từ giả ra về. Ban siêu khảo tìm. Tiếp theo đây là mẫu chuyện thầy nào dắt trò nấy. Trung tuần tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ có nhiều mẫu đạo khác xuất hiện, nhưng phần nhiều họ chuyên luyện bùa chú, linh thính mê hoặc lòng người để lợi dụng. Ngày nọ tại tổ đình Hòa Hảo, thừa lúc nghỉ trưa, tôi mới hỏi: Bạch thầy, sao thầy không dập hết bọn tà giáo để trừ hại cho dân chúng? Nếu không có, nó sẽ khuyến dụ anh em tín đồ theo chúng hết còn gì thầy. Cảm thông trước sự lo lắng của anh em bổn đạo và tôi, Đức thầy ôn tồn cho biết: Ông Bảy, ông có thấy mấy người chăn nuôi không? Cứ mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều, họ đều hốt ra một mớ lúa rải xuống sân. Lúc đó có đủ loại gà vịt, nào là gà tre, gà ri, gà ác, gà nòi, vân vân. Con lớn con nhỏ bu lại ăn. Sau đó mẹ gà nào là dẫn con gà nấy. Chuyện đạo đức cũng như thế thôi. Ai có duyên với thầy thì nghe theo lời thầy dạy mà hành theo tôn chỉ, học Phật tu nhân, một đời một đạo, không chạy theo người khác. Còn ai có duyên với người khác thì chạy theo hướng khác. Nghiệp duyên ai nấy hút. Giả lại, đây chính là cơ thử thách lọc lừa. Nghe Đức thầy giải thích, mọi người có mặt vừa mừng vừa lo cho tương lai đoàn thể. Phan Nhân Dứt kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện cây đoàn dông. Ông cả Đào Thành Đô là một túc nho người làng Tân An, Tân Châu. Năm Kỷ Mão 1939, một hôm có người bạn rất thông hiểu về nho học, biết ông vào đạo Phật giáo Hòa Hảo, nên ông mới hỏi: Anh cả, tôi nghe anh quy với thầy Tư Hòa Hảo phải không? Ông cả Đô nói: Đúng như vậy. Người bạn nói: Anh là người học đạo lý thánh hiền, danh vị cao sang xã hội, tuổi tác cũng lớn hơn, sao anh lại mê tín dị đoan, chạy theo người thanh niên nhỏ tuổi mà còn tôn người ta làm thầy? Ông cả Đô đáp: Anh chưa có dịp chứng kiến nên anh ngạo mạn nói cứng. Chứ thầy tôi tuy nhỏ tuổi ít học, nhưng thấu đạt cơ quyền, thông suốt đạo lý. Ông bạn nói: Anh có thể dắt tôi xuống thầy của anh. Nếu tôi hỏi mà không trả lời được thì anh tính sao? Ông cả Đô nói: Nếu ngược lại, thầy tôi đáp thông suốt hết thì anh nghĩ sao? Ông bạn nói: Lúc đó tôi mới thật sự tin là khâm phục và khẩu phục. Mấy hôm sau, hai người bạn tìm xuống Hòa Hảo vào diện kiến Đức thầy, được ngài tiếp nơi chiếc trường kỷ. Chúng tôi chưa kịp đặt câu hỏi gì hết thì Đức thầy hỏi tôi trước: Ông cả Tân An à, tôi xin hỏi ông, ví như có người làm thợ mộc, họ đốn tre, họ lựa cây to thì làm cột cái, rồi nào là cột hàng nhì, hàng ba, xiên, kèo, đoàn tai, còn cây nhỏ hơn mà nó ngay ngắn, họ để làm gì ông cả? Tôi suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: Bạch với thầy, các họ làm đoàn dông ạ. Đức thầy vừa cười thông cảm và nói: Đúng thế ông cả à. Người bạn ngồi theo dõi cuộc đối đáp của hai thầy trò, tự nhiên đứng dậy chắp tay cúi đầu xá Đức thầy xin được quy y. Ngài lấy hai tay đỡ lên và nói: Khoan, muốn quy y Phật pháp, ông nên về nhà quăng bó viết xuống sông đi, rồi trở lại đây chứng cho. Vì ông này chuyên môn viết đơn mướn. Cả hai từ giả ra về mà lòng càng khâm phục, theo Đào Ngọc Trác kể. Tiếp theo là mẫu chuyện nên thương kẻ quấy. Thấy nền đạo Phật giáo Hòa Hảo phát triển ngày càng lan rộng khắp lục tỉnh Nam Kỳ, nên có số người kỳ thị, họ đi tới đâu nói xấu đến không ai ngờ, kể cả tìm cách bôi bác hầu làm cho giảm uy tín. Vì nếu mà tính chúng nhận lẽ thật nên sớm theo hoài đầu thì họ sẽ mất uy tín, khiến cho họ
mất nguồn lợi dưỡng lớn lao, bảo sao họ chẳng ức lòng. Thậm chí họ kêu đích danh Đức Thầy và đạo Phật giáo Hòa Hảo ra mắng chửi. Nhóm nhịn chịu không có muốn nổi, nên hai tín đồ từ miền Tây tìm lên Sài Gòn, nơi Đức Thầy trú ngụ, bày tỏ sự ấm ức của mình. Thấy hai đồng đạo mới lên, những người đồng đạo cũ mới hỏi: hai anh lên gặp thầy để làm gì? Đồng đạo mới trả lời: nhờ thầy giải bày sự ấm áp ấm ức ở trong lòng. Đồng đạo cũ nói: chắc mấy anh ở dưới làm sao đó họ mới mắng chửi đạo mình, chứ khi không ai mắc mớ gì mà chửi. Từ trên lầu đi xuống, nghe câu chuyện đấu đáp của tín đồ, Đức Thầy cho biết: cái lỗi đó tại tôi mở đạo dạy đời nên người ta ghét mà kiếm chuyện mạ lị, chứ không phải tại hai người này. Tôi nói cho các ông biết, ai cũng là tín đồ không được húng hiếp như vậy nghe. Nói xong, ngài quay qua hỏi hai tín đồ mới: sự việc như thế nào, nói cho thầy biết. Một trong hai người lược thuật đầu đuôi câu chuyện về vấn đề người ta chửi mắng. Nghe hết sự việc rồi, Đức Thầy khuyên: hai ông nên thương người ta, họ vô phước chẳng gặp được thầy, thiếu duyên không gặp được đạo chánh, nên đâu biết tội phước. Còn các ông may mắn hơn họ, nên thương lấy kẻ dạy kia không biết đường ngu, không biết đường ngay nẻo thẳng, nên ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi mà phải chịu khổ não. Nghe lời giảng dạy của Đức Thầy, hai đồng đạo thấy lòng mát mẻ vui vẻ ra về, võ như sanh kể. Tiếp theo là mẫu chuyện nghe thì phải biết. Khoảng cuối năm Giáp Thân 1944, Đức Thầy ở văn phòng tại căn nhà số 150 đường La Phao ở Sài Gòn, có khoảng 20 tín đồ từ lục tỉnh miền Tây lên viếng thăm. Ngài vui vẻ đáp: cảm ơn tất cả bà con ở quê có lòng thăm thầy, rồi hỏi thăm cuộc sống, việc làm ăn và đạo đức tu hiền vân vân. Sau cùng ngài mới hỏi: tất cả bà con lên thăm tôi có dự tính đem theo tiền bạc, xe hoặc ăn uống là bao nhiêu không? Vừa hỏi ngài, với ngài lại gần cái tấm bảng lấy phấn ghi vào từng người một rồi cộng lại, con số quá nhiều. Xong Đức Thầy mới dạy: bà con đi thăm thầy lần này sau đừng có đi nữa, hãy để số tiền đó coi đầu trên xóm dưới ai nghèo khổ, đói đau, hoạn nạn mà họ lo không nổi, cần được giúp đỡ thì nên trợ giúp cho họ qua cơn thắt ngặt. Đó là điều thiết thực nhất, cũng gọi là tác phước thi ân, cũng nhằm hỗ trợ cho đường tu tấn bước. Hồi lâu Đức Thầy mới hỏi lại: nãy giờ tôi nói gì bà con có nhớ, có nghe được hay không? Mọi người đồng đáp: dạ thầy nói rất hay, thầy nói hay chỗ nào? Dạ thưa chúng tôi không có biết. Đức Thầy mới đáp: đó gọi là mê tín đó, đúng hay không cũng chẳng biết thì làm sao mà làm cho tốt được. Nói hay thì phải biết cái hay nó ra như thế nào, phải hiểu cho được ý nghĩa thấu đáo, kẻo sau này bị người ta lợi dụng. Ông hai cần kể. Tiếp theo là mẫu chuyện thầy chứng trước. Nhà cầm quyền thực dân Pháp lưu cư Đức Thầy nhiều nơi. Sau 5 năm xa cách Đức tín đồ, Đức Thầy trở về thăm tổ đình Hòa Hảo. Tín đồ rất vui mừng nên rủ nhau đến viếng thăm. Trong đó có ông Nguyễn Trọng Ân, gia đình lam lũ sống bằng nghề đương thúng, hẹn giao hàng cho khách trong buổi chiều nay, đồng đạo mới tới rủ. Anh em mình đi viếng Đức Thầy cho thỏa dạ mong nhớ, nhưng nghe không giữ đúng theo lời hứa giao hàng nên anh Ân mới từ chối: thôi các anh đi viếng thầy trước đi, chắc tôi đi không được. Các anh tới cho tôi có lời kính thăm thầy và xin kể lại sự tiếc hối của tôi dùm. Thấy vậy mọi người đi về hướng tổ đình. Ông Tư Ân cố nức dây cho kịp giao hàng, nhưng lòng cũng rộn lên không yên, liền ngồi dậy ra lu nước múc rửa mặt rửa tay chân, vào bàn thờ kính lễ của quyền Ngô Tam Bảo, nhìn chân dung Đức Thầy mà ông khấn vái. Nghe thầy về lòng con rất mừng, muốn đi viếng, nhưng vì sinh kế phải cố làm để giữ tròn cái lời hứa với bà con, xin thầy quan hỷ chứng minh cho tấm lòng của con. Nguyện xá xong trở ra ngồi làm tiếp tục thì lòng mới yên. Nói về mấy đồng đạo tới viếng Đức Thầy và kể lại tình cảnh của anh Tư Ân, Đức Thầy vừa cười vừa nói với mọi người: người tín đồ kia đã tới viếng tôi trước, các ông
và tôi đã chứng minh rồi. Nghe vậy, mọi người nghĩ là người bạn kia không thật lòng với mình, lo phương tiện gì đi trước họ nên đi về ghé lại trách. Anh Tư, anh không thiệt tâm với anh em tôi, anh đi bằng cách nào mà xuống thăm thầy trước chúng tôi vậy? Tư anh nói, từ lúc các anh đi thì tôi vẫn ngồi đây tới giờ chứ có đi đâu, sao các anh hỏi tôi vậy? Mọi người kể lại lời thầy, bây giờ Tư anh mới nhớ ra kể lại với mọi người nghe. Tôi chỉ đi rửa mặt mày rồi vào bàn thờ khấn vái thầy thôi. Bây giờ mọi người mới rõ lẽ và trách lầm người bạn của mình. Thế mới biết mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tiếp theo là mẫu chuyện tín đồ cũ. Nghe Đức Thầy về đài thuyết pháp tại công trường Trưng Nữ Dương, Phước Mỹ, Long Xuyên, An Giang, từ Cái Đôi, làng Hòa Bình, Chợ Mới, Long Xuyên, tôi tới nghe ngài thuyết pháp, thấy quần chúng tới nghe rất là đông đảo. Tuy tôi đứng ở ngoài nhưng vẫn nghe Đức Thầy nói giọng trong trẻo rõ ràng từng lời. Nghe xong thời pháp tôi vô cùng hoan hỷ và nhận đó là cái lẽ nhiệm sâu nên cố chen vào để gần được xin quy vào đạo. Tôi lấy hai tay vẹt đường lần lần vô. Thấy vậy mọi người hỏi, chú đi đâu mà lấn chen mọi người vậy? Tôi mới đáp, tôi là người mới nghe ngài giảng giải đạo lý rất là hay, tôi hiểu ra vấn đề nên muốn vào tới xin thầy được quy y thọ giáo. Người tín đồ cũ nói, người mới như ông mà ăn thua gì, quy y lâu năm như chúng tôi đây mà còn đứng ở ngoài nè. Từ trên lễ đài Đức Thầy nói vang lên, người quy y cũ mà để y, coi chừng đóng meo đóng mốc ra. Lời cảnh giác trên của ngài khiến mọi người như bừng tỉnh cơn mơ. Về bổn phận của người tu cũng chẳng nên phân biệt cũ hay mới, điều cần yếu là phải hành trì theo tôn chỉ. Hai đời kể. Tiếp theo là tín đồ tốt. Khoảng mùa hè năm Ất Dậu 1945, lúc Đức Thầy ngụ tại văn phòng đường La Theo, Sài Gòn, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nhà cầm quyền thực dân Pháp luôn truy nã, bắt bớ nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Vì vậy ngài nghiêm cấm tín đồ không ai được tự ý lên thăm thầy, ngoại trừ bộ phận tiếp tế từ miền Tây lên, nhưng phải được phép. Gần nhà một nhân viên hậu cần có một tín đồ tên là Sáu Mọn ở Thốt Nốt, ngỏ ý muốn quá giang lên thăm thầy cho thỏa dạ, nhưng bị anh chủ ghe từ chối. Chờ đến tối anh ta lén trốn dưới gầm ghe, đoàn người làm công tác chèo ghe đi đêm khá xa, sáng ra anh ta mới bò lên, chủ ghe giật mình nên mới lẫy. Anh lên trển thầy quả ráng chịu ngang, tôi không biết đâu. Anh Mọn nói, miệng lên đến gặp thầy tôi có chết cũng vui lòng. Đến nơi anh chủ ghe trình qua tự sự, Đức Thầy cho gọi anh Sáu Mọn lên dạy việc đồng thời từ bi trách thiện. Thầy nói, nè, sao ông dám cãi lệnh thầy? Trái lệnh thầy là bị rầy đó nghe. Nhưng vì lòng thương nhớ thầy nên lần này thầy chế. Sao ông dám nói liều mạng như vậy? Tôi cho ông biết, một người tín đồ chân chánh đổi 100 người tín đồ thường, tôi không đổi nữa nghe. Phải chăng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh giác tính những người nên hư thành bại, dù việc đời hay lẽ đạo, nhất là giá trị tu hành và lợi ích. Cho dù sức mạnh của thế lực nào tác động gây nên trở ngại hành trình vào tâm linh cũng không sao ngăn ngại được. Thế mới biết vì sao những tín đồ trung kiên đã quyết tâm xả thân vì nghĩa. Bà Ký Giỏi kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện thầy báo trước. Sáng ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy và đoàn chuẩn bị từ giã gia đình ông cả Mười, Lâm Tuấn Dĩ và các lão trúc nho cùng với bổn đạo làng Mỹ Hậu Đông, Chợ Mới. Mọi người tỏ ra bệnh rịn xin phép mời Đức Thầy đến từng nhà. Thấy vậy ngài mới tươi cười và nói, bây giờ ai cũng có lần mời, thầy không thể tới từng gia đình bổn đạo được. Thôi, để sau này nhà ai trong bổn đạo có kính kinh Đức Tam Bảo thì thầy tới cho công bằng hơn.
nào hay, đâu đức thầy đã báo trước mà chúng ta không biết. Quả nhiên sau này nơi mỗi tư gia người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều cung thỉnh chân dung đức thầy an vị ở trong nhà, để mỗi khi chiêm bái hai thời công phu, tín đồ không ai dám làm sai tôn chỉ hành đạo và giáo luật. Thật vậy, sau này mỗi nhà tín đồ đều có thượng tam bảo và có trang giấy chân dung đức thầy hết tất cả. Thực theo lời của bà Trịnh Thị Trinh. Tiếp theo là mỗi chuyện ba lời khuyên đức ông. Sau ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo về sau, đức thầy có ba lời khuyên đức ông. Một là cải gia duy tự. Khai mở đạo chẳng bao lâu, nền đạo Phật giáo Hòa Hảo có mặt khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Ngày nọ đức thầy khuyên ông cả nên làm đơn xin phép quan chủ quận Tân Châu đổi nhà ông cả thành Ngô Kim Sơn tự đi, để sau này trở thành nhà tranh. Thế nhưng ông cả cứ lần lựa, đến khi đức thầy bị nhà cầm quyền buộc phải rời Hòa Hảo mà làm chưa được. Hai, nên từ chức hương cả. Thời gian sau đức thầy lại khuyên ông nên từ chức hương cả đi. Cái chức này do nhà cầm quyền Lan Sa ban cho ông, bất quá chỉ có dân chúng trong làng tôn trọng mà thôi. Sau này sẽ quý báu hơn, ông được các quan tỉnh khác, quận khác biết đến và được kính trọng nhiều hơn. Ba là nên làm ông Từ đốt nhang. Đêm 14 rạng rằm tháng 2 nhuận Đinh Hợi 1947, từ miền Đông đức thầy về miền Tây lo hòa giải xung đột. Ngài tranh thủ về Hòa Hảo ghé thăm đức ông, đức bà và bổn đạo. Đức thầy có lời dặn dò đức ông: tôi tổ chức ban trị sự khắp nơi thay mặt bổn đạo từng địa phương. Việc làm của anh em tín đồ ấy, ông cả đừng có nhúng tay vào làm chi. Chỉ nên làm ông Từ đốt nhang trong tổ đình mà thôi. Đừng nhận lễ vật, tiền bạc của ai hết. Nếu như có thiếu thì có tín đồ nuôi. Không có đói đâu, ông cả đừng có sợ. Từ đây về sau khi tôi vắng mặt ở nhà, nếu ai mời ông cả làm chức vụ gì cũng nên từ chối. Tôi dành cho ông cái chức ông Từ đốt nhang cho Phật mà thôi. Còn cái nhà của ông phải giữ y nguyên vẹn, không nên sửa đổi khác hơn. Dù sau này ai lên cầm quyền bảo giao nộp vũ khí thì ông không nên giữ lại, kẻo sau này gây hậu quả cho tín đồ tôi. Thời kỳ nào ráng nương theo thời kỳ ấy cho yên. Đức ông kể lại: tưởng nhớ gì. Tiếp theo đây là mẫu chuyện tưởng nhớ gì. Trung tuần tháng 8 năm Tân Tỵ 1941, vì nhớ thương thầy nên tôi xuống Bạc Liêu viếng thăm. Lúc này đức thầy nương ngụ nhà anh Ký Giỏi. Khi xá thầy, tôi thưa chuyện: thưa, ở trong quyển Giác Mê Tâm Kệ của thầy có dạy, chính tư duy ngục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những gì đáng nhớ. Vậy mình là người tu thì tưởng nhớ cái gì thầy? Đức thầy đáp: đó là tưởng nhớ niệm Phật, nhớ câu kinh tiếng kệ của Phật của thầy đã dạy để hành trì niệm tưởng chân chánh. Tôi luôn luôn ghi nhớ vào lòng lời dạy của thầy. Ông quản diệp. Tiếp tới đây là mẫu chuyện thầy kiện dậu niệm Phật. Văn phòng đức thầy đặt ở số 8 đường Mít Sài Gòn. Một hôm ông kiện dậu và vài tín đồ hầu chuyện với đức thầy. Ông dậu thưa: thưa thầy, khi du học bên Pháp, tôi có xem lịch sử Đức Phật Thích Ca. Từ khi sanh ra lớn lên làm thế tử, nhận thức được bốn sự khổ sanh lão bệnh tử của thế gian nên xuất gia tìm đạo. Sau khi chứng đắc đạo quả, ngài chuyển pháp luân truyền giáo 49 năm đến khi nhập Niết Bàn. Tôi thấy được vậy nên tôi tin. Còn không rõ sự tích Phật A Di Đà nên tôi không tin. Đã không có sự tin tưởng thì làm sao mà niệm danh hiệu của Phật A Di Đà được. Đức thầy hỏi lại tôi: ông có tin tưởng tôi không? Tôi đáp: thầy thì tôi tin. Đức thầy đáp: chính tôi là đại diện Đức Phật A Di Đà sắc chỉ, vậy ông cứ niệm tôi đi. Đức thầy vừa lấy tay mặt chỉ vào người của ngài, bây giờ có đạo hào quang phóng xẹt ra ánh sáng khiến mọi người có mặt hốt hoảng không chịu nổi ánh sáng đó. Ông thầy kiện lên tiếng năn nỉ: bạch thầy, con tin. Con tin rồi thầy ơi, con tin có Phật A Di Đà rồi. Từ đó luật sư Mai Văn Dậu hành trì pháp môn trì niệm hồng danh Phật Tổ A Di Đà.
thầy Kiện Dậu kể. Tiếp theo là mỗi chuyện hớt tóc rễ tóc. Khoảng trung tuần tháng chạp năm Kỷ Mão 1939, đức thầy cùng các tín đồ xuống giếng cảnh chùa An Hòa Tự. Sau khi vào Đại Hùng Bổ Điện kính bái xong, mọi người ra ngồi nghỉ mát. Có người nói với nhau: ai để tóc giữ theo phong tục mới là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Có người nói: còn hớt tóc không phải là tín đồ Phật giáo hòa hảo hay sao? Sự tranh luận chưa ngã ngủ, đức thầy đi tới cho biết: thôi khỏi luận tranh, nghe đây, người để tóc là tín đồ Phật giáo hòa hảo, còn người hớt tóc là tín đồ của ông Tư, vậy ổn chưa? Mọi người im lặng và nhớ lại cái câu thầy dạy: tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Tiếp theo là mỗi chuyện ngủ thường. Ngày 9 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, tại sân vận động tỉnh Phong Vinh, Cần Thơ, sau buổi thuyết khuyến nông, đức thầy về nhà của ông Lý Khắc Tỉnh. Bây giờ tôi là Bảy Tài, Võ Văn Tài, tới diện kiến đức thầy. Ngài hỏi tôi: ông quy y chưa? Tôi mới đáp: dạ con quy y rồi. Đức thầy nói: ông thuộc lòng tám điều răn cấm không? Tôi nói: dạ thuộc. Đức thầy biểu tôi đọc lại tám điều răn cấm cho thầy nghe. Tôi xin đọc: điều răn cấm thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ác phiện, chơi bời, thể đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý, tam can ngũ thường. Đức thầy lấy tay ngăn lại hỏi: ông biết ngũ thường là gì không? Tôi nói: dạ thưa con chưa rõ. Đức thầy nói: đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đồng thời ngài liên hệ qua ngũ giới cấm nhà Phật luôn. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không đạo tặc, lễ là không tà dâm, trí là không uống rượu, tính là không ngụm ngữ. Đức thầy giải tiếp: nếu gì lợi ích cho đất nước, cho đồng bào thì tùy hoàn cảnh mà linh động quyển chuyển sao cho an ổn, không nhất thiết phải nói đúng sự thật mà gây thiệt hại đến đại cuộc. Nhận được lời khuyến giải của đức thầy, tôi cảm nhận ra cách vận dụng trong ứng xử khi làm việc cho đạo. Người kể: Võ Văn Tài. Tiếp theo là mẫu chuyện hãy tự lo cho mình. Một hôm khoảng trung tuần tháng 2 năm Ất Dậu 1945, tại văn phòng số 150 đường La Phô, Sài Gòn, đức thầy gọi tôi tới để mà dạy: ông hãy nói cho bổn đạo của thầy biết, đừng ai lo lắng cho thầy hay lo cho đạo, mà hãy tự lo cho mình. Hãy tu tâm luyện trí và cần xem quyển khuyến thiện, tức là quyển năm của thầy, mà lo tu hành giải thoát. Những người tín đồ tu hành chân chánh đúng theo lời thầy dạy thì về sau thầy sẽ cho người tìm đến, chứ bây giờ đừng ai đến để tìm thầy. Tôi nghe đức thầy dạy mà ý thức được những chuyện sắp xảy ra vô cùng quan trọng. Lê Bá Thích. Tiếp theo đây là mẫu chuyện uống rượu bia. Sáng ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông tại quận đường Tịnh Biên Sông, đức thầy lên xe hơi của ông Thắng Long, Hồ Viết Long về Châu Đốc, nghỉ trưa ở nhà của ông thầy thuốc Đỗ Văn Diễn. Lúc này có mặt các ông chánh khoa Hồ Tấn Khoa, tỉnh trưởng Châu Đốc, xã bộ Lê Công Bộ và vài anh em phòng vệ, trong đó có tôi. Ông xã bộ vào nhà bếp coi việc đãi ăn, ông mới nói: tôi theo đức thầy ở Sài Gòn hơn 6 tháng, thèm la ve muốn chảy nước giải. Nay anh em mình ở đây cũng làm chút chút được không? Vì trong tấn điều đẳng cấm đức thầy dạy cấm uống rượu, còn mình chỉ uống bia chắc không sao đâu. Thế mà khi sắp vào ngồi trong dùng cơm, bất ngờ đức thầy bảo tôi mua 2 chai bia con cọp, chờ mọi người vào bàn ngồi ổn định. Ngài kêu tôi rót ra 2 ly, một ly cho anh gác cửa, một ly cho ông chánh khoa. Ông xã bộ ngồi bên mặt của thầy, còn tôi thì ngồi bên trái. Rồi thầy bảo tôi rót thêm và chỉ tay, nói: la gia đó uống đi ông xã. Mọi người nhìn nhau chẳng ai dám bưng uống. Đức thầy lập y lời lần nữa và nói luôn câu nói của ông xã bộ nói trong bếp: tôi theo thầy ở Sài Gòn 6 tháng, thèm la gia muốn chảy nước giải. Mọi người trong bàn chưa ai biết vì sao đức thầy nói thế, nhưng riêng ông xã bộ toát mồ hôi và vội vàng đứng lên cúi đầu nói: xin thầy tha tội lỗi, tôi vừa lỡ lời. Nhân đấy đức thầy cảnh báo, thầy nói: các ông nên nhớ, cái gì tôi cấm thì phải cử tiệc, còn cái gì tôi châm chế thì có thể làm. Ý là tôi còn hiện diện đã như vậy,
Một mai tôi thật sự vắng mặt, các ông còn làm tới đâu nữa? Mọi người có mặt đều im lặng và khắc ghi lời dạy của Đức Tôn Sư kính mến. Tiếp theo là mẫu chuyện lén uống rượu bia. Trưa ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong lộ trình khuyến nông từ Châu Đốc, Đức Thầy đến làng Khánh An, Khánh Bình, quận An Phú, Thượng, gần biên giới Việt Nam, Campuchia. Đoàn tùy tùng có vài đồng đạo, ông xã bộ và tôi, Giáo Long, Giáo Lan. Đường xá gồ ghề khó đi bằng xe, buộc phải lộ bộ vài đoạn. Tôi có thói quen ghiền bia laser hiệu Trái Thơm. Vì vậy, khi thấy có quán bên đường, tôi giả vờ rề rà đi chậm lại phía sau một khoảng xa, ghé vào tiệm mua bia uống cho đỡ khát. Do dội vàng nên bị sặc, đành bỏ ly rượu bia rồi đi theo thật mau cho kịp đoàn. Đi một lúc, Đức Thầy cho dừng lại, ghé vào tiệm quán bên đường. Tôi vừa đi tới vào ngồi xuống thì Đức Thầy bảo ông xã bộ kêu cho một chai bia con cọp. Thấy lạ, tôi mới thắc mắc hỏi: Thưa Thầy, từ trước đến nay Thầy cấm không cho anh em bổn đạo uống rượu, sao Thầy lại kêu la dê làm chi? Đức Thầy nói: Tôi kêu cho ông giáo uống. Thưa Thầy, ông giáo nói: Thưa Thầy, con bỏ rượu lâu rồi, Thầy đừng có mua. Đức Thầy nói: Thì ông giáo uống, ông giáo cứ uống đi, và cứ tự nhiên uống đi, không có sặc đâu mà sợ. Đức Thầy nói dứt lời, tay chân tôi như muốn rụng rời, cố quỳ xuống, nói: Xin Thầy tha thứ lỗi cho tôi. Mãi cho đến tối, phái đoàn mới về tới Châu Đốc. Về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi vô cùng hối hận, đã không tự kềm chế bản thân mình. Đức Thầy còn muôn dặm trời xa, biết bao giờ Thầy trò trùng phùng. Tôi nhớ chuyện ông A Tư Đà tiên hiền mà xót thương cho phận mình. Đó là duyên phận gần bên Thầy mà không biết trân trọng. Viết theo Hồ Viết Lan. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Dần Lưng. Năm Nhâm Ngọ 1942, tại văn phòng ở số 168 đường La Phao, Sài Gòn. Buổi trưa nọ, Đức Thầy gọi tôi lên bảo: Ông giáo đấm lưng giúp Thầy coi. Tôi vào ngồi đấm lưng nhẹ nhẹ, nhưng Đức Thầy nói: Mạnh lên coi ông giáo. Tôi tăng sức hơn, nhưng Thầy vẫn bảo: Ông giáo dần mạnh lên coi. Tôi sửa bộ ngồi lại, dán áo Đức Thầy lên, bất ngờ thấy trên lưng của Đức Thầy có một cái thẹo đặc biệt, nên rất đổi ngạc nhiên. Thầy mới răn tôi: Thấy sao hay vậy nghe ông giáo? Sau này Thầy có thời gian vắng mặt khá lâu, nhưng đi sao về vậy? Ngưng một lúc, Ngài mới nói tiếp: Trong thân thể của Thầy có cái gì thì bọn tà sư ngoại giáo nó cũng bắt chước làm giống được hết, nhưng chỉ có cái dấu đặc biệt này là chúng không biết, nên không sao làm giống như thế được. Ông giáo nên lưu ý nghe. Tôi cúi đầu tuân lời. Giáo Khương kể: Tiếp theo đây là mẫu chuyện Tôn Danh Phật Giáo Hòa Hảo. Để chuẩn bị mừng lễ nước nhà độc lập tại vườn Ông Thượng, vườn Tao Đàn, Sài Gòn, ngày 18 tháng 3 năm 1945, tổ chức cuộc meeting với khoảng trên 50.000 người tham dự. Trong đó có các đảng phái, đoàn thể, tôn giáo đều chuẩn bị biểu ngữ tượng trưng danh xưng của mình. Bây giờ, vào buổi sáng tại đường Lê Phao, nơi đặt văn phòng của Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội, có nhiều chức sắc cao cấp ở trong đạo. Ông Nguyễn Duy Hinh, luật sư Mai Văn Dậu, có lời trình với Đức Thầy. Bạch Thầy, các đoàn thể tôn giáo và đảng phái khác đều có biểu ngữ danh xưng ở trong đạo của ta, trong tổ chức của người ta. Còn đoàn thể chúng ta thì làm sao? Xin Thầy cho biết. Đức Thầy nói, anh em định viết như thế nào cho có ý kiến đi. Chúng ta viết bốn chữ Phật Giáo Hòa Hảo được không Thầy? Đức Thầy nói, vậy cũng được. Từ đây tôn danh Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta có mặt tại thế gian ngay từ lúc này. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện ném cấp bằng. Thời bấy giờ trình độ dân trí thấp kém, ai có học chữ Tây là hãnh diện lớn cho cá nhân trong gia đình
Bây giờ Đức Thầy bị nhà cầm quyền Pháp lưu cư tại Bạc Liêu, ở nhà của ông Ký Võ Văn Giỏi. Năm Tân Tỵ 1941, nhìn tấm văn bằng của ông treo trên tường để cảnh tỉnh người tín đồ ở tương lai, Ngài hỏi ông Ký: "Cái gì treo trên tường vậy ông Ký?" Ông Ký đáp: "Thưa Thầy Tư, đây là học vị của tôi được Chánh phủ Pháp cấp bằng." Đức Thầy hỏi tiếp: "Đói nó có cho ông ăn không?" Ông nín thinh suy nghĩ, Ngài mới hỏi tiếp nữa: "Chết nó có thể chết thế cho ông không?" Ông Ký Giỏi nói: "Dạ không." Đức Thầy vừa cười vừa nói: "Thì ông quăng nó xuống sông đi." Đức Thầy ứng khẩu ngâm bài thơ tứ cú dưới đây: "Lấy cái cấp bằng ném xuống sông, thôi thôi tôi cũng mát xì ông. Tuồng đời gẫm lại nơi quê rẻn, săn phú ba manh trở lại đồng." Bạc Liêu 1941. Ông Ký Giỏi kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện Hỏi Thiên Cơ. Năm Giáp Thân 1944, các bà điền chủ giàu có ở Bạc Liêu tới thăm nhau tại nhà bà Ký Giỏi, ngồi nói chuyện đời. Có bà nói: "Tiền của mình làm sao tiêu xài cho hết?" Có bà cho là: "Đời tới rồi không lo làm phước, tu hành biết có kịp không?" Có bà lại hỏi: "Không biết chừng nào tới đời cả." Mỗi bà mỗi có ý suy nghĩ riêng tư. Bây giờ bà Ký Giỏi mới nói: "Chỉ có một người biết rõ." Các bà hỏi: "Vị ai?" Bà Ký đáp: "Đó là Đức Thầy của tôi đang ở Sài Gòn, để tôi lên hỏi Ngài về vấn đề thiên cơ rồi về cho mấy bà biết." Mấy bà kia nói: "Ờ vậy đi." Bà đã lên ở tới ngày thứ bảy, thế mà cứ đi ra đi vào, muốn hỏi thầy nhưng không sao dám hỏi. Để mà về nói lại các bà bạn cho mình nghe, vì đã lỡ hứa rồi. Để cảnh tỉnh bà Ký Giỏi, sự việc này Đức Thầy cho bài thơ dưới đây: "Ngài đã tu thân lánh bụi hồng, dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông, để tâm yên lặng tầm chân lý, bổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Cô hai cô đã đi về, mà sao tâm não nhiều bề ưu tư, làm sao gỡ mối sầu tư cho thầy cho bạn cũng như cho mình." Bà Ký Giỏi kể: "Nam mô A Di Đà Phật." Tiếp theo là mẫu chuyện Tiền Kiếp Là Ai. Trước ngày 24 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947, tại văn phòng mượn tạm nhà của Hương Chủ Bộ Đào Công Bộ ở làng Phú Thành, quận Chợ Mới, Ngài lo tìm mọi biện pháp để hòa giải tình hình, Ngài trở nên nghiêm trọng. Đức Thầy đi ra đi vào, hai tay chắp sau lưng, gương mặt đăm chiêu, thoáng như đoán được việc gì sắp xảy ra. Tôi bước tới hỏi thầy: "Thưa thầy, sao thầy có vẻ buồn vậy?" Đức Thầy đáp: "Ngài thầy và bổn đạo gần nhau không còn bao lâu nữa, là đã xa nhau rồi, không buồn sao được." Đức Thầy vào nhà, mọi người và bộ phận tham mưu vào theo. Chờ mọi người ngồi xuống, Đức Thầy hỏi: "Mấy ông còn muốn hỏi gì nữa không?" "Thưa thầy, chúng con muốn biết tiền kiếp của thầy là ai." Đức Thầy nói: "Các ông thử đoán coi." "Thưa thầy, tiền kiếp của thầy là Đức Phật Thầy Tây An, phải không thầy?" Đức Thầy nói: "Còn ai nữa?" "Tiền kiếp của thầy là Đức Bổn Sư Tứ Ân Hiếu Nghĩa." Đức Thầy nói: "Còn ai nữa không?" "Là cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm." Đức Thầy hỏi tiếp: "Vậy còn ai nữa không?" "Là Sơ Tổ Maha Ca Diếp trở lại chấn hưng Phật giáo." Đức Thầy không trả lời mà có lời dặn dò: "Từ nay các ông ráng lo tu hành theo tôn chỉ tôi đã dạy, đừng chạy theo linh thính hay theo ông này thầy nọ mà xa rời chánh giáo chân truyền." Tất cả chúng tôi im lặng suy nghĩ theo lời của ông Trương Hoàng Bá, Thuận Giang, Kiến An, Chợ Mới kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Bóng Chàng. Khoảng trung tuần tháng 7 năm Kỷ Mão 1939,
Sau thời gian khai sáng đền đạo Phật giáo Hòa Hảo, ngày nọ tại tổ đình Hòa Hảo có phái đoàn phụ nữ đến viếng, đi đầu là một đại diện có năng lực hoạt bát khá từ trong nhà đức thầy bước ra chào. Tôi mừng bà con hôm nay tới thăm tôi đông quá, nhưng bà con quy y chưa? Bà nọ thưa, chúng con đã quy y hết rồi thầy. Đức thầy nói, quy y thì tôi mừng cho bà con lắm, nhưng mà nhớ nghe, quy y thì khá hành y, đừng có quy y rồi để y nghe. Sau đó ngài thuyết bài pháp ngắn gọn khuyến tấn tu hành. Đến khi kết thúc, đức thầy mới nói tiếp, ông Ba Thới cho biết, sau này đàn bà 10 phần chết 5 còn 5, đàn ông 10 người chết 7 còn 3. Vậy là đàn bà có phước nhiều hơn đàn ông, nhưng có điều đàn bà sao hay bám chồng quá. Dứt lời ngài vào nhà, bà đại diện hỏi lại trong đoàn mình, mấy bà có ai bán chồng không, sao đức thầy nói vậy? Mọi người đều lắc đầu, quá sợ nên ở lại tới đầu giờ chiều. Từ nhà trên xuống, đức thầy nói, sao bà con chưa về nấn ná ở lại? Vì nghe thầy nói bán chồng à? Không phải vậy đâu, thầy nói lái đó, bán chồng là bóng chàng, nghĩa là đàn bà thời nay hay tin theo bóng, tin theo chàng lắm. Theo ông lên bà xuống đó. Bây giờ mọi người thở phào ra và cúi đầu chào thầy ra về. Lê Văn Phú tự tho kể. Tiếp theo là mẫu chuyện ý thức việc sử dụng. Một buổi chiều nọ, tại nhà ông Hương Bộ Thạnh, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ, có một người phụ nữ xin đức thầy đổ bệnh. Nhưng trong phòng số thuốc nam hết nên thiếu vị, thiếu lá xoài. Đức thầy bảo, cô đi ra vườn hái ít lá xoài đem vô đây. Cô ra vườn thấy nhánh xoài toàn ten gần tay nên bẻ nguyên nhánh đem vô. Ngài nhìn cô rồi ngài nói, cô bệnh biết đi kiếm thuốc để chữa, người ta cũng vậy, sao nỡ bẻ ngang coi sao được. Cần lá thì hái lá, chừng nào cần cây thì đốn cây. Cô hái lá đặng đem nó ra, cô hái lá đặng cho nó ra lá nữa chứ. Rồi đức thầy quay qua nhắc nhở mấy anh em đi kiếm thuốc nam, anh em cần lưu ý việc này nghe. Ông Phạm Chí Hiền, tức là bác Sáu Viên kể. Tiếp theo là mẫu chuyện giái hỏi bệnh. Trong công tác khuyến nông ngày 22 tháng 5 năm 1945, đức thầy từ giả Ba Hòn đi thẳng vô Hà Tiên, Kiên Giang, tới khu đất rộng có khán đài để mà diễn thuyết. Sau khi thuyết xong, đức thầy hỏi, ông quản ký đâu? Dạ có con đây. Ngài đưa cánh tay chỉ về phía quần chúng bên trái. Ở dưới đó ngài mới nói, nhờ ông nói với bà con tránh ra một chút, dẹt ra một đường rồi ra phía ngoài xa có một phụ nữ dắt đứa bé đứng dưới gốc cây kia, dẫn vào đây gặp tôi. Dân lệnh thầy, tôi nhớ, tôi tới dắt hai mẹ con người phụ nữ kia vào. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tôi tự hỏi, sao thầy ở trên ấy mà biết có người cần gặp? Tôi đưa hai mẹ con vào tới, đức thầy nói, cô ơi, cô về nhờ thầy thuốc nam xem bệnh cho con cô đi. Xin hút ba thang thuốc đem về khấn vái Phật trời, xong rồi nấu cho nó uống là hết bệnh. Người phụ nữ cúi đầu dân dạ, xá thầy lui ra. Bây giờ mọi người và tôi xúm lại hỏi nguyên do được cô cho biết. Thật với mấy anh, tôi nghe đức thầy về đây diễn thuyết, con tôi bị bệnh lâu ngày uống thuốc không hết, nên mỗi buổi tối tôi cúng có nguyện với bàn thông thiên, xin có ngài cho gặp đức thầy để hỏi thuốc trị bệnh cho con tôi. Đến đây thấy đông người quá chắc không sao gặp được, đành đứng dưới bóng cây để nghe. Tôi sửa soạn ra về, nào ngờ hữu duyên được ông tới dắt vào gặp đức thầy. Tiếp theo đây là mẫu chuyện muốn sờ mình thầy. Đức thầy bị thực dân Pháp an trí tại Bạc Liêu trú ngụ nhà cô ký giỏi, cựu thơ ký soái phủ Nam Kỳ, ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941. Lúc này tôi là Trần Văn Nhật, tức là Giật Sĩ, đang làm việc tại đây. Tuy quy y theo ngài nhưng chưa đặt hết lòng tin vào ngài, nên thầm ước
chừng nào sờ vào mình thầy mới chịu tu. Ngày nọ, đức thầy vào phòng tắm, tình cờ tôi đi ngang qua. Ngài gọi lại bảo, ông tới đây sờ vào thân mình thầy coi cho biết. Tôi vừa mừng nhưng lại rất sợ, và cũng vừa lo nghĩ. Sao thầy biết được tâm niệm của mình mà cho phép? Suy tư là vậy, nhưng dẫn tới bên thầy liền sờ tay bên phải thì lạnh như băng. Sờ tay vào bên trái thì cảm giác rất nóng, lấy làm lo sợ. Thế nhưng cũng từ đó tôi thật sự kính kinh đức thầy. Ngài nhìn tôi và nói thêm, bên lạnh là của Phật, còn bên nóng là thần thánh đó ông Nhật à. Từ đó tôi thật sự kính kinh và hành trì theo tôn chỉ. Giật sĩ Trần Văn Nhật kể, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện chỉnh lời. Lúc đức thầy mới ra đời lập giáo, có ông Đạo Chiếu ở cầu chữ S, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, Châu Đốc, tìm tới tổ đình Hòa Hảo hỏi việc đạo đức. Tới nơi ông nói rất nhiều, còn đức thầy chẳng nói câu nào hết. Chừng giờ sau ngài mới nói, ông Đạo Chiếu à, ông nói vừa vừa phải phải thôi nghe, bằng ông nói nhiều quá Chiếu trở thành lát đó. Kế tiếp ông cai tổng kho ở cái đầm Hưng Nhân lấy câu giảng do đức thầy viết ra hạch sách. Ông nói, ta thương đời len lỏi xuống trần. Ông nói tiếp, người ta nói ông là Phật, còn sợ ai nữa mà lén xuống trần. Đức thầy đáp, ông hiểu sai nghĩa câu giảng rồi. Tôi len lỏi nghĩa là tôi trà trộn xuống trần, chứ đâu phải như ông đã nghĩ. Mọi người có mặt học được kinh nghiệm và bài học nữa. Ông Bộ Quới kể. Tiếp theo là mẫu chuyện nhân quả là gì. Tôi sinh ra trong gia đình học thức, nghe tiếng tâm người thanh niên chỉ học hết bậc tiểu học, nhưng thi tài xuất chúng khiến các thức giả xa gần nể phục. Ngày nọ bất ngờ được người tới thăm muốn thử xem hư thật như ra sao, nên tôi mới hỏi, thưa thầy Tư, thế nào là nhân quả? Ngài vui vẻ trả lời, nhân quả cũng như nguyên động lực và phản động lực. Tôi mới nói, thế nào là nguyên động lực và thế nào là phản động lực? Thầy Tư đáp, như mình cầm trái banh trọi vào tường là nguyên động lực. Khi trái banh dội ngược trở ra, gọi là phản động lực. Tôi giả vờ hỏi nguyên lý nhân quả theo tinh thần khoa học. Thế nhưng thầy Tư cảm hóa ngay tinh thần hiếu thắng của tôi. Duy một lời. Tiếp theo là mẫu chuyện bác sĩ Trần Văn Tâm quy y. Ngày nọ trước giờ trực ở bệnh viện, tôi chạy chiếc xe du lịch đậu lại một quán ở ven đường. Bất chợt có đứa bé tới sờ chiếc xe tôi vừa mới mua. Sợ bị trầy nên tôi vỗ lên đầu và đuổi nó đi rồi cho xe chạy vào bệnh viện. Phố xá đã lên đèn. Thế mà vừa bước vào phòng nơi giường của đức thầy thì thấy ánh hào quang sáng rực hơn cả đèn điện. Tôi thất kinh nhưng trấn tĩnh hồi lâu. Bạo dạn bước tới kéo cửa vô phòng thì ánh sáng hào quang xung quanh đức thầy cháy sáng choang hơn. Bây giờ pháp thân của đức thầy là lão ông già đầu bạc phơ, râu dài quá rúng. Tôi quỳ xuống lại liên hồi. Ngài bước xuống giường đỡ dậy hỏi, tại sao ông bác sĩ lại tôi? Bạch ngài, con biết ngài là Phật xuất thế, xin nhận con làm đệ tử, suốt đời không dám quên ơn. Đức thầy đáp, tôi nhận ông bác sĩ làm tín đồ được rồi, không thể nhận làm đệ tử. Còn việc ông đánh đuổi đứa trẻ ban chiều thì sao? Bây giờ tôi mới nhận ra đức thầy giả ra đứa bé để thử lòng của tôi. Từ đó tôi quyết chí theo thầy và tham gia trong cuộc chiến đấu chống giặc Pháp xâm lăng. Tôi bác sĩ Trần Văn Tâm, giám đốc bệnh viện Chợ Quán Sài Gòn. Tiếp theo là mẫu chuyện thầy Kiện Dậu quy y. Thầy Kiện Dậu tên thật là Mai Văn Dần, người ở Ô Môn, Cần Thơ, là gia đình điền chủ giàu có trong vùng. Ông sang Pháp du học và tốt nghiệp ngành luật, tánh tình ràng bướng nóng tính. Sau ngày đức thầy trị bệnh cho vợ ông là bà cô giáo Sang hết bệnh, người nhà khuyên ông nên vô nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh có tỏ lời cảm ơn. Ông cho rằng
Mấy ông đạo đa phần là ít học, thường dùng bùa ngải mê hoặc lòng người. Chẳng những ông không tin mà muốn làm thi thử đức thầy. Trước khi đi, đêm ấy ông nặng ốc làm bài thi sẵn và học thuộc lòng. Sáng ra trước khi đi, ông đọc lại bài thi thuộc lòng nằm trong bụng rồi đốt bỏ xuống sông, cho người chèo ghe vô kinh Sáng Xà No làm nhân nghĩa. Tại đây ghe xuồng đậu chật ních, bất ngờ trên bờ có người hỏi: "Ai là thầy Kiện Dần? Thầy tôi cho mời." Ông giơ tay lên nói: "Tôi là thầy Kiện Dần đây." Thấy vậy ghe xuồng tạt qua hai bên. Đây là lần đầu tiên ông gặp đức thầy. Tuy nhiên một bất ngờ nữa xảy ra. Ông chưa kịp mở lời, đức thầy lên tiếng: "Chào ông quan thầy Kiện mới vô. Đây có phải là bài thi ông muốn thử tôi chăng?" Ông rất bất ngờ vì tự tay đã đốt và bỏ dưới sông trước khi đi, giờ sao lại ở trong tay người thanh niên này? Đức thầy nói: "Khi ở bên đây, ông nhớ lại coi có người thanh niên Việt Nam tới khuyên ông nên về nước tu hành, và người ấy có giống tôi hay không?" Ông Kiện Dậu nói: "Có nhớ, người ấy là..." Ông mới nói người ấy là thì như cái lò xo, tự nhiên thầy Kiện Dần quỳ xuống trước mặt đức thầy xin thọ giáo. Ngài đưa hai tay đỡ lên nói: "Sao, ông có muốn thử tài nữa không?" Ông thầy Kiện Dần lắc đầu và chỉ nói rằng: "Xin thầy cho tôi quy y." Đức thầy nói: "Được, ông cứ lãnh bài cầu nguyện. Trước là cửu quyền và sau là bài quy y về học thuộc lòng, rồi trở lại đây. Nếu thuộc bài thì tôi cho ông toại nguyện." Về nhà ông đọc thuộc thoáng là thuộc hết. Hôm sau trở vào, đức thầy vui vẻ hỏi: "Ông thầy Kiện thuộc bài hết rồi phải không? Đâu đọc nghe coi." Thế mà ông Kiện Dậu đọc rồi. Đức thầy bảo: "Ông xuống nhà mát đọc kỹ rồi lên đây trả lại." Một lát sau ông đọc lưu lát bài nguyện trước bàn cửu quyền. Đức thầy bảo ông đọc bài quy y. Thế mà ông vẫn đọc không trọn bài, nên ngài bảo ông tới nhận thêm bài Tây Phương Ngũ Nguyện học tiếp. Cũng như lần trước, ông lẩm bẩm: "Tại sao mình thuộc như cháu mà khi vô đây lại không đọc xong, làm sao mà quy y?" Nên cố sức học cho thuộc. Ở đây có cái lệ là tới giờ dùng cơm, nếu thiếu một người thì mọi người cũng phải ráng mà chờ đợi. Vì vậy có người ra mời, nhưng ông nói: "Anh em dùng cơm trước đi, tôi còn đang học bài." Rồi tiếp tục học, chờ hầu lâu, đức thầy trực tiếp ra nhắc: "Thôi, ông thầy Kiện vô ăn cơm với anh em, rồi thuộc bài chứ gì." Nghe thầy dạy, ông chẳng dám cãi lời. Cơm nước vừa xong, quả nhiên ông đọc không sai sót chữ nào. Ông nói thầm: "Tôi là người học rất nhiều lực lệ, có sai gì mấy bài ngắn này. Nhưng đây không phải là bài thông thường. Mấy anh em nên tín ngưỡng đức thầy. Ngài chính là Phật sống. Lúc đầu tôi chỉ coi qua một thoáng là xong. Thế mà sao cứ ấp a ấp úng như học trò học dở lòng." Đức thầy nói với ông: "Từ nay thầy sửa lại tên ông là Mai Văn Dậu." Từ đó ông theo chân đức thầy khi ở Sài Gòn, lúc vào bưng biển tham gia kháng chiến chống Pháp với nhiệm vụ được đức thầy giao cho đồng lý văn phòng ủy viên đặc biệt. Ngài ở trong ủy ban hành chính Nam Bộ. Có lần đức thầy căn dặn sau này gặp hoàn cảnh khó khăn hãy tìm lên nhà ông thân của Cò Đê ở đó, đó là Kim Vĩnh Tế. Đến thời chánh phủ Ngô Đình Diệm đàn áp các yếu nhân trong đạo, thầy Kiện Dậu chạy lên lánh nạn ở đây 3 năm, dắt theo con cái tên là Mai Nguyễn. Tiếp theo đây là mẫu chuyện thầy thuốc diễn quy y. Tôi là y sĩ Ngạch Đông Dương thời Pháp thuộc ngành thú y, làm việc tại Châu Đốc. Trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, tôi tìm xuống Hòa Hảo nghe thầy Tư thuyết pháp và nhận thức được ngài là bậc siêu phàm nên xin quy y vào đạo. Tuy nhiên còn ngại việc cúng lại. Tháng sau tôi xuống tổ đình hỏi: "Thưa thầy, vẫn biết người tu cần phải công phu, nhưng sao tôi còn mắc cỡ quá thầy?" Đức thầy nói: "À, tu cốt yếu là trau sửa thân tâm, chứ không phải chỉ có lại cúng mà thôi sao?" Ngài tiếp tục cuộc trị bệnh độ đời.
Một lúc sau, tôi từ giả ra về, Đức Thầy tới vỗ nhẹ vào vai tôi và ôn tồn khuyên. Ông thầy thuốc à, biết rằng không phải cúng lại là tu, nhưng ông cũng phải ráng siêng năng cúng lại mới có thể hiện được mẫu người có tu có hành, để hướng dẫn cho người đời nhắm đó mà noi theo. Nếu ông biết trao tâm sửa tánh mà thêm phần cúng lại nữa thì có gì quý bằng, chỉ có kẻ không tu mới không cúng lại mà thôi. Ôi lời châu ngọc của Đức Thầy khéo dẫn dụ tôi, người tín đồ theo tân học mỗi khi nhớ lại lòng không khỏi ngậm ngùi ăn năn về sự thiếu kiên tâm lúc mới tu. Bà Lê Thị Thẩm kể lại. Tiếp theo là sự ấn tượng của thi sĩ Việt Châu. Tôi là Hồ Tứ, quy y vào đạo năm 1939, đương nhiệm hội trưởng ban trị sự quận Thốt Nốt, là bạn thân với thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp. Ngày nọ, anh Việt Châu tới thăm và có lời phàn nàn. Anh Hồ Tứ à, sao anh kỳ quá? Lớn tuổi hơn con ông Hương cả làng Hòa Hảo, như thế mà quy y với người chỉ học tiểu học ở Tân Châu. Tôi mới nói, anh nói như thế là đụng chạm đến tín ngưỡng của tôi nghe. Nếu cần thì anh đến gặp trực tiếp thầy tôi, chứ đừng nói lớn hay nhỏ tuổi, trình độ học và mất lòng nghe anh. Một hôm Việt Châu đi rạch giá về, ghé thăm, tôi cố ý lấy bài tự tháng ra cho thi sĩ Việt Châu xem, trong đó có một đoạn, trời già tay khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui, canh năm canh luôn những sụt sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang. Sầu chung ta cất tiếng than, phù sinh kiếp có đoạn tràn thì thôi. Bon bon chuông dục mấy hồi, rầm rầm sấm nổ trên đồi xa xa. Đầu canh tiếng động bên nhà, chờ ba canh một thì gà gái tan. Ngày xuân cách cõi xa làng, người quê quán chợ như thoàng linh đinh. Xem xong bài thơ, thi sĩ Việt Châu hỏi, bài này ai viết? Tôi mới nói đây là bài thơ của thầy tôi đó. Thi sĩ Việt Châu ngỡ ngàng hỏi, có phải ông thầy Tư Hòa Hảo của anh đó chăng? Vậy chứ của ai nữa, đây đúng là của thầy tôi mà. Anh cho tôi mượn bài thơ này, ba bữa sau tôi trả lại. Quả nhiên khi trả lại, thi sĩ Việt Châu có lời ca ngợi. Rồi anh ba ơi, bài thơ văn chương tuyệt vời, khó thể bình phẩm được. Hôm nào tôi nhờ anh hướng dẫn tới gặp thầy Tư một chuyến, cho tôi dò xét kỹ rồi quy y. Tiếp theo là ông Hương Quảng Chiến, Huỳnh Hữu Hạnh, quy y. Ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Mão 1939, tôi lui tới tổ đình nghe Đức Thầy thuyết pháp và xin được quy y. Khác hơn những tín đồ khác, tôi yêu cầu Đức Thầy lại trước cho tôi xem sao. Chiều ý tôi, Đức Thầy bước tới bàn Phật hành lễ, xá ba xá, ngài quỳ xuống rồi nói, bây giờ tôi đọc trước, ông Quảng đọc theo nghe. Tôi mới nói, như vậy là tôi nhái theo thầy sao? Đức Thầy nói, không đâu, nhái là khi nào người ta xuống lên, rồi người sau đọc lại theo cái thái độ không nghiêm chỉnh hay là khinh khỉnh kia kìa. Trường hợp đó của ông là chăm chú lắng nghe, để đọc theo, nguyện ghi nhớ và làm theo để lo tu hành thì đâu phải gọi là nhái. Nghe lời dạy bảo chí thiết của Đức Tôn Sư, tôi mới chịu đọc rồi cúng lại theo sự hướng dẫn của ngài và y chỉ phụng hành. Hương Quảng Chiến kể. Tiếp theo là mẫu chuyện thời đại quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Đầu năm 1946, Đức Thầy có mặt tại chiến khu miền Đông Nam Bộ, tham gia kháng chiến chống Pháp hợp cùng Liên quân Bình Xuyên. Một hôm tôi nhận được lệnh Thầy ra miền Đông, Đức Thầy hỏi, này Hương Quảng, ông chịu nói dối không? Dạ thưa, con không dám nói dối Thầy. Hồi chưa quy y theo đạo, nói sao cũng được. Bây giờ biết đạo phải giữ lời nói mình cho được chánh ngôn ngay thẳng chứ. Vài hôm sau, ngài lại gọi nữa. Hương Quảng, ông gan không? Nếu gan, tôi sẽ giao cho ông một nhiệm vụ đặc biệt vô cùng quan trọng. Hương Quảng nói, nếu thầy tín nhiệm, con đồng ý chấp hành. Đức Thầy nói, tôi giao cho ông số tài liệu quan trọng để tôi nối liên lạc với các tỉnh dưới miền Tây lâu nay bị gián đoạn. Hương Quảng nói, con nguyện xả thân vì thầy, vì đạo. Nếu phải hy sinh, cũng cam lòng. Đức Thầy nói,
vậy thì tốt lắm. Nhưng có điều này, Hương Quảng nên lưu ý vì trên đường về miền Tây có trạm gác đặt tại Mỹ Tho, bọn Pháp nó khám xét rất gắt gao. Nếu gặp hồ sơ này là nó bắn bỏ tại chỗ và bắn luôn cả chủ xe với cái tội là làm quốc sự chống lại nhà nước Lan Xa. Gặp trường hợp này, ông giải quyết ra sao? Nói dối để cho qua hay là nói thiệt để chịu chết? Hương Quảng phải biết vận dụng tùng quyền khi biến và nên hiểu nếu nói dối mà giúp cho được ít nước lợi dân, có lợi cho kháng chiến, cho toàn thể, không làm tổn hại cho ai thì có tội chi mà Hương Quảng sợ. Hương Quảng nói, như vậy trong tình thế ấy đây là phương tiện, là bản lĩnh để vượt qua tai nạn phải không thầy? Đức thầy nói tiếp, đúng rồi. Ông có biết quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực hay không? Thở bình sanh người là thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp và bực trung hiếu vẹn toàn. Với hạnh đức ấy, ông Trung Trực có sứ mạng thiêng liêng trong thời đại này để tế độ chúng sanh. Vì vậy mỗi khi gặp chướng duyên mà nguyện giái ngài Nguyễn Trung Trực, tất sẽ được ngài độ vượt khỏi khốn nguy hay là nàng tai. Thầy đã thành lập ban trị sự xong. Bây giờ Hương Quảng mang tài liệu mật về miền Tây thành lập ban trị sự liên tỉnh miền Tây. Vì vậy nên tùng quyền để cơ sở của đạo được an toàn, không bị Pháp tiêu diệt. Sự nói ấy có lợi hơn là có hại, là chẳng có tội. Ngược lại, hãy ráng mà nhớ lấy. Đức thầy căn dặn 3 lần. Khi tôi về tới trạm Trung Lương Mỹ Tho, xe bị chặn lại một dọc cả mấy cây số để khám xét. Đến chiếc xe tôi đang đi thì người thông ngôn bảo tất cả mọi người xuống xe hết trừ tài xế. Mọi người đều xuống xe, duy còn mình tôi và anh tài xế. Nhớ lời Đức thầy dạy, vậy mà tôi bắt rùng cả mình nhưng vẫn ngồi tại chỗ và nguyện cầu liên tục. Có 3 thằng Tây cầm 3 cây đèn pin và súng lục. Chúng lục xét từ chỗ, không có chỗ sót nào. 3 lần chúng tôi đi cập sát bên tôi, kể cả phía trước và phía sau. Lục xong, chúng đi xuống xe thì người tài xế quay lại thấy tôi đang ngồi. Anh ta thất kinh hồn vía, cự nữ. Trời, ông muốn chết hay sao nãy giờ không chịu xuống? Nó cằn nhằn cử nhử. Tôi cố năn nỉ, thôi đi, chuyện đã qua rồi. Chú cằn nhằn mà nó nghe được, nó trở lại thì tôi và chú cũng đều bỏ mạng hết đó. Thế là mọi chuyện trở thành bình thường. Tôi hoàn thành công tác thầy giáo. Từ đó tôi rất kính tin, mỗi khi gặp nạn là giái quan thượng tùy căn cơ. Trong thời gian 7 năm lập giáo và truyền giáo của Đức Huỳnh giáo chủ, nền đạo Phật giáo Hòa Hảo lan rộng khắp lục tỉnh Nam Kỳ, mà còn tiến lần ra miền Trung, ngoài Bắc, Cao Nguyên. Tiếng tâm nền đạo ngày một gian xa, thế nên có nhiều thức giả, tôn giáo bạn tìm đến cật vấn, tìm hiểu. Bây giờ Đức Thầy đang tham gia kháng chiến chống giặc Pháp cùng các chiến sĩ trong Liên quân Bình Xuyên ở miền Đông. Năm 1946 có 2 nhân sĩ Cao Đài giáo, tức là Tam Kỳ, tìm đến diện kiến ngài sau phần chào hỏi phong dân chủ khách và dùng trà. Một trong 2 người vào câu chuyện: thưa thầy Tư, sám giảng và thi văn của ngài chúng tôi có xem qua, kể cả phần tôn chỉ, nhận thấy thầy dạy tín đồ tu giải thoát thành Phật và đắc đạo tại thế gian. Tuy nhiên sao phần trai giới chỉ có 4 ngày mỗi tháng, e quá ít chăng? Bên Cam Kỳ chúng tôi, Đức Chí Tôn cũng đã dạy đủ hạn, kể cả tu tiên và Phật đạo, nên các đạo hữu phải từ 6 ngày trai trở lên tâm ơn trường trai. Như vậy phần trai giới sẽ nhiều hơn. Nếu so sánh thì ngài dạy tín đồ khó đi đến rốt ráo. Nay chúng tôi tìm đến nhờ ngài phân dân và giải thích sự nghi nan này. Đức thầy cởi mở và đáp: tôi đặt thí dụ như 2 ông đây là bậc có học vị tiến sĩ, muốn dạy con cháu mình lên được tiến sĩ như mình, thì 2 ông lấy chương trình tiến sĩ ra dạy, hay là phải dạy căn bản từ thấp ABC rồi mới lần lên? Người Cao Đài đáp: phải từ thấp lên cao mới đậu được và trở thành tiến sĩ chứ. Đức thầy tiếp tục: cũng như thế, nếu tín đồ mới nhập môn mà bắt họ trường trai ngay thì làm sao tín đồ áp dụng nổi.
Vì vậy tôi cho tín đồ theo quy tắc 4 ngày. Đến khi họ ý thức được thì sự trường chay sẽ không còn là vấn đề mà họ lo đi sâu vào cái lý chay, tức là chay tâm. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, dứt bụi mà trần mặn lạc thay ai, chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Sự trình bày của Ngài được sự đồng thuận của hai vị khách. Ông Võ Văn Kỵ kể. Tiếp theo là mẫu chuyện có chi cúng nấy, cúng bánh tét. Ngày 13 tháng Chạp hàng năm, nhất là năm Ất Dậu này 1945, sau khi cúng dỗ cho thân mẫu xong, tôi trở lên văn phòng Đức Thầy ở số 38 đường Mít Sài Gòn, đem theo số bánh tét, bánh ít để anh em dùng lễ thảo. Tôi nhờ cô Ký Giỏi và các cô hậu cần tiếp các bánh dọn ra, mời Đức Thầy và đãi anh em cùng dùng. Cô Ký tính cho thiện nên cắt luôn cả lá chuối cho anh em cầm. Thầy cầm khoanh bánh tét, vừa cười vừa nói: các ông ăn bánh tét có ăn luôn lá hay bỏ lá? Ông xã bộ lên tiếng: thưa thầy, lá chỉ cầm cho khỏi dính tay chứ đâu có ăn được thầy. Đức Thầy ôn tồn trả lời: tôi nói để các ông lưu ý, khi cắt bánh tét dọn ra mời khách nên lột hết lá, lấy lá lót ở bên dưới, để bánh ở bên trên, rồi dọn đũa gấp cho ăn. Gấp ăn mới có lịch sự và vệ sinh. Đặc biệt là muốn dâng lên cúng món chi trên bàn thờ ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, không nên để nguyên vỏ hay là lá, mà phải cắt lột hết ra như đãi thượng khách vậy, để tỏ ra sự cung kính trân trọng bề trên. Thế là chúng tôi được Đức Thầy dạy chỉ về cách dâng cúng tổ tiên hay đãi khách, có lại là thống nhất. Mùa hè năm Ất Dậu 1945, ngày mùng 7 tháng 6, Đức Thầy công tác khuyến nông về Long Xuyên. Ông hậu trưởng ban trị sự làng Mỹ Phước hỏi: nhờ thầy chỉ cách cúng lại để con về hướng dẫn anh em mới quy vào đạo thầy. Đức Thầy hỏi dặn lại: anh em có thật lòng chịu cúng lại không? Dạ có, nhưng mỗi người cúng lại mỗi cách nên không có giống nhau thống nhất. Đức Thầy nói: hễ có cúng lại là thống nhất, còn không cúng lại là không thống nhất đâu. Thầy chỉ nói vậy chứ không chỉ cách cúng như thế nào, võ như sanh. Tiếp tục là mẫu chuyện lại bàn lại tủ. Ngày nọ tại tổ đình có một tín đồ hỏi Đức Thầy: bạch thầy, trong lúc cúng lại sao tâm mình cứ phóng xẹt, nghĩ tưởng lung tung, vậy buổi công phu ấy có kết quả không thầy? Đức Thầy đáp: cúng lại không thành tâm thì chỉ như lại bàn lại tủ, bởi sự cúng lại quan trọng là sự thành tâm lễ bái, chứ không phải làm cho có lấy có. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện: cái gì phải là ưu tiên? Trước ngày Nhật Bổn đảo chánh nhà cầm quyền thực dân Pháp, Đức Thầy bị chúng theo dõi gắt gao. Vì vậy tín đồ ở miền Tây lên thăm rất khó khăn, còn thầy thì lo cho bổn đạo. Thế mà họ vẫn cố tìm đến thăm với ngài. Có một tín đồ gần gũi thầy nói lên lời tâm sự: anh em tín đồ muốn được gần thầy để học hỏi đạo lý tu hành, xa thầy không biết phải làm sao nữa thầy ơi. Đức Thầy nói: xa thầy xét cái gì phải là làm trước. Ôi lời dạy của Đức Thầy rất là bao la chân tình đến thế, võ như sanh. Tiếp theo là mẫu chuyện dạy ban trị sự. Ngày 14 tháng 2 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy đến Châu Đốc. Ngài cho ông bác sĩ Đỗ Văn Diễn triệu tập các ban trị sự tỉnh Châu Đốc, quận và xã lân cận lại cho Ngài sinh hoạt. Sau hơn một giờ chỉ đạo những vấn đề liên quan Đức Thầy huấn lĩnh, mấy ông được tín nhiệm làm ban trị sự là cán bộ của đạo, phải làm gương để hướng dẫn cho anh em tín đồ đi đúng tôn chỉ của đạo đức. Tôi cấm các ông không được đầu cơ chính trị và đầu cơ buôn lậu. Nếu cãi lời sao đừng có trách tôi. Mọi người hiện diện cúi đầu tuân thủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây là mẫu chuyện bàn thông thiên. Trung tuần tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, sau cái ngày Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại cái làng Hòa Hảo, thân phụ tôi là ông Nguyễn Văn Thanh từ quê Cần Thơ lên Hòa Hảo quy y.
và theo làm cận vệ cho Đức Ông nên chứng kiến sự việc. Bây giờ mọi người còn gọi Đức Ông là ông Cả Từ. Ông đặt cái lương hương phía sau trong cái bàn thông thiên, chung nước đặt kế đó cho dễ rót nước cúng. Đức Thầy ra sửa lương hương đặt lại ngay trước mặt người đối diện. Tới chiều ra, thay bông rót nước, thấy có sự thay đổi, Đức Ông sửa lại như cũ. Ngài lại sửa lại một lần nữa. Tới giờ công phu bữa khác, Đức Ông ra thấy lương hương đặt không đúng ý mình, nên mới lên tiếng. Ông Cả mới hỏi, ai mà dám sửa cái lương hương tôi đặt hoài vậy cả? Đức Thầy đáp, tôi đó ông Cả ơi. Bây giờ Đức Thầy đang ngồi trên cái chiếc trường kỷ nơi nhà khách ngó ra bàn thông thiên, Thầy mới nói tiếp. Tôi sửa lại cho đúng trật tự, hương tiền hậu thủy, trước lương hương, sau cùng là nước cúng. Ông Cả lặng thinh, từ đó về sau tín đồ căn cứ sự việc ấy mà chụp hình lưu niệm. Sau ngày Đức Ông tạ thế thân phụ tôi về chùa làng Phú Thành, ở làm từ đốt hương. Cô Sáu Nguyễn Thị Nga kể lại, tiếp theo cũng bàn thông thiên thống nhất. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, buổi nọ Đức Thầy ra trước bàn thông thiên nhà cô ông Cả ở tổ đình sửa lại ngôi thờ, dẹp bớt một lư hương cấp dưới và bỏ ra hai chung gạo muối. Thấy sửa lại cách thờ từ trước tới của mình, ông Cả không có được vui, liền mới hỏi. Trước đây tôi theo Đức Bổn Sư ở núi Tượng, truyền thống Bổ Sơn Kỳ Hương thì ngôi thờ bàn thông thiên có hai cấp. Trên là thờ Thiên Hoàng, cấp dưới là thờ Hậu Thổ. Nay thầy tư bỏ một cấp lẫy làm sao? Đức Thầy hỏi lại, nếu cấp trên ông Cả thờ Hoàng Thiên tức là Thiên Hoàng, dưới thờ Hậu Thổ tức là Địa Hoàng, còn Nhân Hoàng ông Cả thờ ở đâu? Nay tôi thống nhất lại một cấp là thờ đủ cả ba Tam Hoàng luôn. Còn gạo và muối ông Cả biết gì sao? Người ta bỏ luôn không? Thời đó Đức Bổn Sư Ngô Lợi Tứ Ân Hiếu Nghĩa đó chống giặc Pháp nên cho bá gia là bổn đạo, làm như thế là để cho qua mắt bọn tay sai của ngoại bang. Đây là nguồn tiếp tế quan trọng giúp nghĩa quân chống Pháp. Vì vậy mỗi ngày mỗi nhà tín đồ đều đem ra cúng, đến khuya sẽ có người đi gom lại để dự trữ quân lương. Ngày nay không còn phù hợp nên phải bỏ ông Cả à? Ông Cả im lặng, thất sơn màu nhiệm. Tiếp theo là mẫu chuyện xác chết hồn không mất. Tôi có túc duyên được diện kiến Đức Thầy. Về học lực tôi thông cả pháp ngữ nên mọi người gọi tôi là Phán Hầu, tạm gọi là hàng trí thức thời bấy giờ. Sau ngày quy y vào đạo, được Đức Thầy chỉ định phục vụ trong ban trị sự tỉnh Rạch Giá. Ngày 16 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, trong công tác khuyến nông, Ngài nghỉ đêm tại nhà tôi. Nhân cơ hội quý hiếm này, tôi có dịp hỏi Ngài. Tôi mới hỏi, bạch Thầy, theo tôi nghĩ con người sau khi mất, cái linh hồn vẫn còn ở trong thân, thì phải bị chết luôn theo xác thân quá Thầy, chứ làm sao sống cho được. Nhưng thấy trong kinh Phật có nói là xác chết hồn vẫn còn, là ý làm sao? Nhờ Thầy giải thích cho biết. Đức Thầy ôn tồn cho biết. Thầy nói, xác thân con người nó ví như cái nhà, còn linh hồn thì như ông chủ nhà vậy. Hiện giờ ông là ông chủ nhà đang ở đây, rủi cái nhà này bị cháy, thử hỏi ông ngồi đây coi lửa cháy luôn hay là chạy đi tạo cái nhà khác để mà ở. Nghe được lời giải thích như trên của Đức Thầy, giúp tôi được cởi mở sự hoài nghi nên rất vui mừng. Nguyễn Công Hầu kể, hội trưởng ban trị sự tỉnh Rạch Giá. Tiếp theo là mẫu chuyện sắm cây dù. Ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, nhà cầm quyền thực dân Pháp an trí Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Tư Gia Ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, buộc sáng thứ hai mỗi tuần phải đến trình diện tại sở cảnh sát tuần thành. Đồng thời họ cấm ngài không được tiếp xúc với quần chúng ở bên ngoài, dù xa hay gần. Trước áp bức phi lý đó, Đức Thầy ký thác tâm sự qua cái bài việc chi mà phải đi trình báo, mỗi tháng bốn kỳ nhọc cẳng ông, đợi mái quyền cơ xây đến mức tính xong cuộc thế lại non bồng. Thứ hai bừng sáng mưa tầm tã, lính đứng ngoài đường dục giả ông, kiếp khách trần gian dai lắm nợ, để đền trọn nghĩa với non sông. Người cười người nhạo bảo ông điên,
Ông chẳng giận ai cũng chẳng phiền, chỉ tiếc trần gian đùa quá dội, chưa tường điên tục hay điên tiên. Vì quá mến mộ ngài, tín đồ các nơi bất chấp mọi khó khăn khủng bố của nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ, họ tìm cách đến nhìn hay diện kiến thầy, nên bị bọn lính kính mật thám chánh trị xét giấy tờ làm khó dễ đủ điều, hoặc buộc họ giải tán. Để an ủi tín đồ, đức thầy làm bài thi trấn an, bài thi tạm ngưng lý lẽ. Gặp lúc trung chiên lắm ruột ràng, cảm tình đồng đạo tiếng riêng than. Tạm ngưng lý lẽ trong cơn túng, xin chớ ưu sầu cuộc dở dang. Nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng, lòng ta sao rối rắm tợ tầm tơ. Vì đâu nên nỗi hẳn hờ của người tha thiết đợi chờ ngoài sông. 3 tháng sau, một buổi chiều nọ, đức thầy trông về hướng Tây lộ sắc buồn. Tôi muốn chia sẻ bao nỗi khó khăn và muốn được nghe lời chỉ giáo của thầy, nên mới tới gần thầy mới thưa bạch với thầy. Mới như vậy mà mình chịu chưa muốn nổi rồi. Nhưng sao thầy nói, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần với thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt giả tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xã hương khắp chốn. Thì làm sao tín đồ sau này chịu nổi, và chúng sanh làm sao chịu nổi vậy thầy? Đức thầy nhìn tôi dõng dạc nói, tôi sắm cây dù không thể che được kèo cán cho nó hay sao? Nói dứt lời, ngài dịu giọng nói, tuy nhiên kèo cán ấy phải ở trong cây dù. Tuy đã trải hơn mấy mươi năm nay, tôi không sao quên được lời chỉ dạy đầy ẩn ý của đức thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Nguyễn Thành Nhân kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Tùy Cảnh Mà Sống. Tạm ngụ nhà ông Bộ Thạnh ở Kinh Sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Đức thầy tiếp tục trị bệnh, thuyết pháp độ đời, quần chúng xa gần quy tụ như hòa hảo. Vì vậy, 29 tháng 6 năm Canh Thìn, nhà cầm quyền thực dân Pháp buộc đức thầy ra trình diện và đưa vào bệnh viện Cần Thơ, nói là để chữa bệnh cho thầy Tư. Theo ngài, có tôi là ông Hương chủ cư, trong suốt cái thời gian pháp nạn, do giấy tờ lòng vòng hết ti này tới sở nọ, mãi đến tối mới xong. Hôm ấy lại gặp phải mưa giông tầm tã suốt ngày, hai thầy trò phải đục mưa dưới mái hiên phố ướt át cả người, gió thổi lạnh như cắt da. Đức thầy cởi áo đưa cho tôi dắt, tôi dắt cho ráo rồi mặc lại. Trước cảnh thương cảm đấy, tôi chạnh lòng ứa nước mắt, thế mà ngài vẫn cười và nói, phải biết tùy thời tùy cảnh mà sống chứ. Cảnh ngộ nào cũng có thể vui sống được, nếu mình biết tìm ra ý nghĩa của nó. Phố thị Tây Đô càng về khuya càng lạnh, bụng lại đói. Phố xá đóng cửa gần hết, chỉ còn lại vài tiệm còn thức ăn. Tôi vào hỏi họ trả lời, thức ăn đều hết, nên trở ra xin đức thầy dừng lại bên đường, để tôi chạy qua bên kia đường hỏi coi có tiệm ăn sắp đóng cửa. Bước vào hỏi thì chủ tiệm cho biết chỉ còn nửa con cá mặn, một con gà. Nếu mua thì mua hết, bằng không thì thôi, không bán. Cả buổi chiều thầy trò không một hột cơm trong bụng, buộc phải chiều theo ý họ. Tôi lại trở qua mời thầy vào tiệm và thông qua sự sự, xin thầy ráng dùng cho thật no, vì mình đã trả đủ tiền. Đức thầy ôn tồn đáp, nếu gặp trường hợp như vậy, ta nên tìm vật nhỏ khác ăn cho đỡ lòng, hoặc để bụng đói cho dễ ngủ, chứ có sao đâu. Ông chủ phải biết tập tánh sống đơn giản, tùy tiện về vật chất, và nên nhớ tới những người nghèo khổ, đói cơm, thiếu áo, đang mong cầu sự giúp đỡ kẻ dư ăn. Mình ăn như vậy là phung phí quá rồi. Trong bữa ăn, đức thầy hay chắc lưỡi thở ra, tỏ ý không hài lòng, khiến cho lòng tôi càng thấm thía tâm đức đại bi của ngài. Đức thầy cũng đã từng trách và khuyên nhủ tín đồ, nhà giàu có xài không sợ tốt. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Kiên Trinh. Trước bao nỗi tang thương vô bể, những nghiệt ngã của cuộc đời đối với đạo Phật giáo hòa hảo không ít. Chúng tôi người của ba thế hệ ngồi bên nhau mà lòng buồn thương cho nền đạo, và đồng đạo mình chịu đựng biết bao lần pháp nạn. Trong không gian tĩnh lặng, hồi tưởng lại con thuyền đại đạo vượt trùng dương mỗi khi dậy sóng.
Đức Thầy còn muôn dặm chưa về. Tín đồ phải chịu lắm gian truân. Chúng tôi nhắc lại lời châu ngọc của Đức Tôn Sư như một sự động viên. Ta bước bước đường gặp nẻo trong, mà không nản chí với nao lòng. Dắt nhiều nhân loại câu quyền bí, bủa đức dạy đời rạng Á Đông. Anh Hai Ấn kể cho chúng tôi một câu chuyện do thân phụ anh thường nhắc lúc sinh thời để động viên đồng đạo. Nhà cầm quyền thực dân Pháp lưu cư Đức Thầy khỏi làng Hòa Hảo đúng 5 năm. Bây giờ tại phòng khách nhà của ông cả có nhiều tín đồ lão niên. Đức ông có lời than rằng: Thầy ơi, nền đạo do thầy lập ra sao cứ bị bạo quyền áp bức gây khó khăn hoài vậy thầy? Đức Thầy an ủi: Vậy mà không sao đâu ông cả à. Sau này khi tôi tạo điều kiện vắng mặt thì bổn đạo của thầy còn nhiều giai đoạn gian trưng như xay lúa, xay bột nữa kìa. Nghe vậy Đức Công đứng lên đi ra trước sân nhìn ra ngoài đường. Đức Thầy bước theo tới gần an ủi. Đức Thầy nói: Nhưng không sao đâu, ông cả yên tâm. Cây gòn, cây dông người ta lấy chôn xuống hầm chỉ vài năm là bị mục nát. Còn như căm xe cày chắc thì cho dù người ta có nhận xuống trịnh tới vài mươi năm sau đi nữa, nhưng mà khi lấy lên nó vẫn chắc và xài rất tốt. Bổn đạo của thầy cũng vậy thôi. Nghe được lời này tôi là ông cả an tâm cho tiền đồ đạo pháp. Sau này có dịp chiêm nghiệm lời dạy của Đức Thầy, tôi thấy được giá trị của sự mài dũa bởi thời gian hay là bạo quyền, và nhớ lại lời dặn của Ngài: tính nữ thiện nam dình món đạo, giàu cho lăn lóc đáng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ nài, vàng đá bao khoen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài. Đền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai. Ông Phan Văn Ấn ở Long Thuận Hồng Ngự kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện Ba Ngấn Cổ. Một buổi chiều cuối năm Kỷ Mão 1939, sau thời thuyết pháp mọi người ra về, Đức Thầy rời phòng khách gọi tôi và bảo: Ông biện rờ cổ tôi coi sao kỳ vậy cả. Vừa kính vừa sợ Đức Thầy nên tôi ngần ngại. Bất ngờ Đức Thầy nắm lấy tay tôi đưa lên cổ của Ngài, và Ngài bảo: Cứ rờ đi. Tôi yên lòng nên sờ rất kỹ từ ngấn cổ một. Đức Thầy hỏi: Ông có thấy cổ tôi khác hơn người thường không? Sao nó có tới 3 cái trái cổ vậy? Lúc ấy tôi chưa hiểu gì biết, tôi chưa hiểu gì hết, nên chỉ dạ dạ rồi bỏ qua. Ngô Thành Bá kể. Tiếp theo là chuyện Ba Ngấn Cổ thứ hai. Trước đây tôi làm hương sư nên mọi người gọi tôi là hương sư vàng. Cuối tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, được tin Đức Thầy rời nhà thương chợ quán ở Sài Gòn về tỉnh Bạc Liêu, nương ngụ nhà của ông Võ Văn Giỏi tại Châu Thành Bạc Liêu. Từ Hòa Hảo tôi xuống viếng thăm Ngài và nghỉ đêm ở đây. Tôi đến mọi người đều công khu rồi niệm Phật. Một lúc sau Đức Thầy gọi tôi: Ông Hương Sư à, ông rờ cổ của Thầy sao cho nó lạ kỳ quá vậy? Xin Thầy giải thích cho tôi biết. Đó là lời của tôi hỏi lại. Đức Thầy trả lời: Cổ có ba ngấn là cổ của Phật, là một trong 32 tướng hảo. Nghe vậy tôi mới để ý và quyết định sáng ngày ra về thẳng chùa Thầy An Hòa Tự luôn, xem lại coi cốt Phật coi có đúng như vậy không. Sáng ra anh Ký Giỏi mời tôi ở lại cùng đưa đám tang cho một người hàng xóm qua đời, nhưng tôi từ chối và từ giã. Về tới Hòa Hảo xe lôi chạy ngang nhà, tôi báo tin cho hay: Ở nhà hay rồi, tôi đi luôn. Rồi tới chùa đi thẳng vào chánh điện, nhìn khắp lượt các cốt Phật Bồ Tát đều thấy cổ ba ngắn. Tôi hiểu ra càng kính trọng Đức Thầy nhiều. Tiếp theo đây là mẫu chuyện tướng hảo cổ ba ngắn. Năm Kỷ Mão 1939, lúc Đức Thầy khai hóa đạo màu ở tại tổ đình thánh địa Hòa Hảo, mỗi buổi tối đều thuyết giảng đạo lý cho bá tánh nghe. Bây giờ có bà Sáu Thoại ở xã Hưng Nhân, cách chợ Mỹ Lương hơn một cây số. Bà rất quen thân với Đức Bà, là thân mẫu Đức Thầy đó, nên hàng đêm bà thường đến trò chuyện với Đức Bà và tiện dịp nghe Đức Thầy thuyết pháp luôn. Và mỗi lần trước khi đi về thì bà Sáu cũng đều thưa ông cả bà cả xong rồi
Nói thưa cậu Tư, tôi về. Bởi vì bà Sáu lúc này chưa quy y nên xưng hô như vậy. Hôm nọ bà Sáu cũng như động tác trước. Thưa cậu Tư, tôi về thì Đức Thầy cũng liền kêu bà mà hỏi: bà biết tôi là ai không? Bà Sáu không hiểu phải trả lời làm sao, đứng ngơ ngác một hồi rồi ra về. Qua đêm sau Đức Thầy vừa đến gặp bà nữa, rồi cũng lấy ngón tay chỉ vào cổ nữa và cũng hỏi câu hỏi đó: bà biết tôi là ai không? Thì bà Sáu cũng chẳng hiểu trả lời làm sao, đứng rựng khận rồi cũng ra về. Tới đêm thứ ba, trước khi bà Sáu từ giả, Đức Thầy cũng kêu bà Sáu lại hỏi. Bà cũng không trả lời được và ngài liền bảo: tôi nhắc như vậy đó mà bà cũng chưa nhớ sao bà Sáu? Đức Thầy nói tiếp: thôi, lại đây, tôi tặng cho bà một quyển giảng đem về xem thử. Lúc đó Đức Thầy sáng tác và in xong 4 quyển giảng, quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư rồi. Ngài rút ngay trong quyển thứ nhì, tức là kể dân với người khùng, trao cho bà Sáu. Bà Sáu đem về, kêu người cháu nội là anh Sáu Thuẫn bắt ghế gần đó, một bên cạnh giường, đọc cho bà nghe. Khi anh Thuẫn đọc tới cái câu: lời của người di tịch núi Sam, chứ chẳng phải bài điều quyển hoạt, thì bà Sáu nằm vội quơ tay lên và nói lớn lên: rồi rồi, phải rồi. Anh Thuẫn hoảng hồn, buông rơi quyển giảng xuống và đứng phất dậy hỏi: cái gì vậy bà nội, bà có sao không? Bà mới nói: không sao. Đúng rồi, cậu Tư con của ông cả ở ngoài đó chính là Đức Phật Thầy Tây An tái kiếp con. Anh Thuẫn hỏi lại: tại sao bà biết? Bà Sáu Thuẫn chậm rãi mới đáp: vì mỗi lần cậu Tư hỏi bà biết tôi là ai không, là cậu chỉ ngón tay vào cổ, mà đúng là nơi cổ của cậu có 3 ngấn như cổ của Đức Phật Thầy Tây An hồi xưa. Đoạn bà Sáu lên kêu hết người nhà ngồi chung quanh để nghe bà kể lại chuyện trước. Vào đầu năm Bính Thìn 1856, bà mới lên 4 tuổi, bị bệnh dịch tả rất nặng, thầy thuốc chung quanh trị không hết. Ba má nhất định chở bà đến núi Sam để nhờ Đức Phật Thầy cứu độ, vì ông bà đã quy y với Đức Phật Thầy từ trước. Ông Sáu theo đường kinh tế vô núi Sam, nhưng còn khoảng 1 cây số thì thân của bà lạnh ngắt gần hết thở. Ông bà phân vân, cuối cùng nhất quyết chở đại đến gặp Đức Phật Thầy coi sao. Khi đến diện kiến, ngài bảo bồng đưa đứa bé, độ ít phút thì cả châu thân đứa bé từ từ ấm lại. Đức Phật kêu người nhà đỡ đứa bé dậy, rồi cho uống thuốc thêm chung nước lã, thì đứa bé hết luôn. Bây giờ Đức Phật Thầy kêu cha mẹ của bà Sáu nói: hai ông bà đưa cho đứa bé này tôi nuôi đi. Ông bà đang suy nghĩ, Đức Phật Thầy liền nói tiếp: tôi xin là để nó quy y tu hành, chứ chẳng phải bắt nó ở đây luôn. Khi làm lễ quy y xong, bà Sáu cùng cha mẹ ra về. Khoảng 3 tháng sau, ông bà dắt bà Sáu trở lên núi Sam viếng Đức Phật Thầy một lần nữa. Kỳ này bà Sáu mới dám nhìn kỹ nơi cổ của Đức Phật Thầy Tây An, lộ ra 3 ngấn cổ rõ ràng. Bà Sáu kêu gọi người cùng nhận định. Trên 80 năm, bà không hề nghe thấy ai có tướng hảo như vậy. Bây giờ cậu Tư con của ông cả lại có tướng cổ 3 ngấn, cộng với giảng của cậu là bà vừa nghe. Như nói đến đây là bà quả quyết, vì câu nói đó là lời của người di tịch núi Sam, chứ chẳng phải bài điều quyển hoạt. Như vậy cậu Tư là con của ông cả, chắc chắn là Phật Thầy Tây An tái sanh. Thế là sáng hôm sau bà Sáu kêu hết thân tộc nội ngoại gần 50 người cùng đi đến tổ đình xin quy y với Đức Phật Thầy Tây An, ở xin quy với Đức Thầy Phật Giáo Hòa Hảo. Và từ độ ấy, bà thường tới tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết giảng đạo lý nhiều hơn lúc trước. Có một hôm, bà đến trước mặt Đức Thầy chắp tay thưa: bạch với Thầy, năm nay tuổi tôi vừa lớn, cái thân thì cũng già yếu, biết cái sự tu hành của tôi nó có còn sống kịp dự hội Long Hoa hay chăng? Đức Thầy vui vẻ rút tờ giấy viết nhanh 4 câu thơ trao cho bà và bảo về xem kỹ trong đây thì biết. Long Hoa hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm nặng nhờ thân sao, phải chi hội ấy hầu gần thì ông hà tất xuống trần làm chi. Thực theo lời của ông Sáu Thuẫn, cháu nội của bà Sáu. Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Hạ Thừa và Thượng Thừa.
Ngày 21 và 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy tới nhà của ông Cả Mười, tức là Lâm Tuấn Vĩ, ở làng Mỹ Hậu Đông, chợ mới, Long Xuyên, thuyết pháp. Hôm ấy có nhiều nhà trí thức, các cụ Túc Nho, ông Nguyễn Thanh Tân, ông Thầy Tám Đăng, ông Chính Diệm, ông Nguyễn Kỳ Trân ở Lấp Giò, và đông đảo thính chúng. Sau buổi thuyết pháp, mọi người hoan hỷ ra về, còn một ít người nấn ná ở lại để hỏi thêm đạo đức và sự tu hành. Có người hỏi: thưa thầy, hiện ở núi Cấm có hai nhà tu, một nhà sư và một ông đạo, mỗi người đều có chùa riêng và số đệ tử theo cung phụng vật chất đầy đủ. Do tranh giành ảnh hưởng, họ tị hiềm, họ bêu xấu nhau, kể cả dùng võ lực thanh toán vậy. Chẳng biết họ tu theo cái trường phái nào và cấp tu nào, nhờ thầy chỉ dạy. Đức thầy từ tốn cho biết: họ tu theo hạ thừa, trường phái cá nhân ích kỷ. Có người hỏi: còn thầy dạy chúng tôi tu hạnh nào? Đức thầy đáp: thầy dạy các ông tu hạnh đại thừa, học Phật tu nhân. Một người khác hỏi nữa: thế nào là hạ thừa, sao lại là thượng thừa, và thế nào là hạ thừa thầy? Nhờ thầy dạy cho chúng con biết. Thầy nói: phần đông lòng con mưu, lòng còn mưu lợi, nuôi dưỡng riêng mình. Người ta mượn phương tiện xây các chùa am, cho là công tác Phật sự để hướng dẫn tín chúng, nhưng có ý đồ ích kỷ, thu nhận tài vật của tín chúng cúng dường, lợi dưỡng bỏ túi riêng. Đây là hạng tu tiểu thừa. Còn vì lòng vị tha, từ bi bác ái, vừa lo tu cho mình, vừa độ chúng sanh, xả thân giúp đời, không màng vật chất thế gian, vừa sốt sắng lo làm ăn tạo cuộc sống hoàn hảo với nhân sinh, ổn định xã hội, trợ giúp bá tánh cả vật chất lẫn tinh thần, lo cho đạo nghĩa, quyết tâm trao sửa thân tâm, dầu mài trí tuệ để cùng tu tùng tiến. Đây là hạng tu đại thừa. Mọi người nhận định ra tinh thần cao siêu của Phật giáo, lấy làm cảm kích. Theo lời của Lâm Văn Trung kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện Lời Phàm Nghĩa Phật. Một buổi trưa sau ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo từ làng Tân An, Tân Châu, tôi xuống Hòa Hảo tới tổ đình viếng Đức Thầy, thấy Ngài đang ngồi trên võng. Tôi vào chào, thấy tôi Đức Thầy tươi cười hỏi: ông cả Tân An là một nho gia, chắc biết ý nghĩa câu này mà. Gia vô nhân cư, lộ vô nhân hành, điền vô nhân canh. Thử ông giải xem ông cả. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ Đức Thầy muốn nói đến cảnh điêu tàn cuộc tẩy trần sau trận chiến thứ ba của buổi Hạ Quân Mạt Pháp để lập đời Thượng Quân Thánh Đức, nên tôi mới đáp: thưa thầy, theo tôi là nhà trống không có người ở, đường vắng không có người đi, và giường đất hoang không có người canh tác, có phải vậy không thầy? Đức Thầy nói: sao ông nói ý thường tình thấp quá như thế? Thật ra ý nghĩa ấy như thế này nè: nhà tiên cửa thánh không người muốn tìm tới, rồi đường về tiên Phật rất ít người chịu đi, và cái ruộng phước ít có người chăm sóc cày cấy. Đức Thầy lấy chân để nhấn xuống đất và chỉ cái chân mà nói: nho giáo trật tự nó nằm ở dưới gót, còn đạo lão cao hơn một bước, và đạo Phật lại cao nhất vì nó thậm thâm vi diệu. Thế là tôi học được thêm ý nghĩa nữa. Ông cả đô kể. Tiếp theo là mẫu chuyện tu lâu và mới tu. Vào năm Quý Mùi 1943, Đức Thầy đang lưu trú ở nhà của ông Ký Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Bây giờ ở gần đó có một nhà sư tu hành trên 30 năm, cũng rất thông hiểu về kinh Phật và nho giáo. Khi ông được biết Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo mới 21 tuổi và chẳng có tu học được bao nhiêu mà đứng ra khai đạo giáo để mà độ chúng sanh, lòng ông bồn chồn muốn tìm gặp Đức Thầy để chấp vấn thử hỏi. Hôm nọ cơ duyên may mắn đưa đến, sư có dịp đến nhà của ông Ký Giỏi. Khi chủ nhà và khách ngồi lại dùng nước, nhà sư liền đặt câu hỏi: thưa cậu Tư, nhờ cậu cho biết một người mới tu so với người tu học trên 30 năm, ai công đức nhiều hơn? Đức Thầy vui vẻ đáp: công đức hai người bằng nhau. Nhà sư ngạc nhiên, vừa muốn dùng lời biện bạch, Đức Thầy đưa tay chặn lại và nói tiếp:
ví như một người ở gần sông rạch mỗi ngày họ tắm, nhưng chỉ tắm lấy lệ, chứ không quan thiết đến sự kỳ rửa sạch sẽ. Còn một người kia làm ruộng rẫy ở trong đồng nội thiếu nước, ít khi được tắm nên thân mình dơ bẩn. Nhưng ngay ngày nọ họ gặp sông lớn nước trong mát mẻ, anh bèn tắm rửa kỳ mài thật kỹ. Chỉ một vài lần tắm như vậy nên thân anh được sạch sẽ hơn người ở gần sông rạch kia mà. Đức thầy luận thuyết như thế làm cho ông thấm ý, nên không chấp vấn gì thêm nữa, liền đứng dậy chắp tay tỏ lời thán phục đức thầy rồi từ giã ra về. Lúc ở trong giác tiến số 12. Tiếp theo là mẫu chuyện sợ mới quy y. Ông Đào Văn Chắc, tức là ông Hai Chắc, là thầy thuốc ở tại Kinh Đào, xã Vĩnh Mỹ, Châu Đốc. Ông là cháu chắc của ông Đình Tây, là môn đệ của Đức Phật thầy Tây An. Ông Đình Tây là người nuôi cá sấu, quyến thuộc đều là tín đồ của Phật thầy Tây An. Khi Đức thầy mở đạo dạy đời tại Hòa Hảo thì phụ thân của ông có đến tổ đình dò xét kỹ lưỡng nhiều lần. Khi biết chính xác rằng là Đức Phật thầy Tây An chuyển kiếp thì ông mới thọ giáo quy y và thường đến nghe thầy thuyết giảng. Một hôm kêu con chắc của ông nên đến quy y mà tu học đi. Ông Hai Chắc là cái người vốn có tánh cứng rắn, chưa chịu tin lời cha bảo. Mặc dù ông có khuyên nhiều lần, vì nể lời ông thân nên mới sửa soạn đi đến tổ đình, ý định đi là có đốt hương giấy với cửu quyền thất tổ và tam bảo. Xin ơn trên phò hộ độ cho ông có một niềm tin sáng suốt để ông thử thách một chuyện, một chiến. Nếu ông Tư Hòa Hảo là một vị Phật như y ông thân mình nói, và ngài đã hiểu trước ý định của ông và làm cho thế nào ông sợ mới tin vào quy y, bằng như sao cơn thử thách đó mà ông không làm sáng được vấn đề, không thỏa mãn được nguyện vọng của ông thì kể như hoàn toàn không tin tưởng. Khi đến tổ đình thấy người ta đông nghẹt từ ngoài lộ đến bên trong, từ ngoài ông rẽ đám đông tìm cách đứng bên Đức thầy. Vào đến trong thì nghe tiếng Đức thầy diễn thuyết ở giữa nhà. Ông chen vào gần đến nơi thì nghe Đức thầy diễn thuyết ở nhà sau. Ông lui ra ngoài chen lộn lại nhà sau, gần tới điểm thì thầy thuyết, thì nghe thấy thầy thuyết ở nhà trước. Ông tháo lui ra ngoài thì mồ hôi ướt át. Tướng ông rất lùn thấp, nhỏ người nên người ta đặt cái danh ông là ông Cò Đèo. Chen lấn một hồi thì đã thấy mệt, rồi bắt đầu chen lấn ra nhà trước. Vô gần thầy thì nghe tiếng thầy ở nhà sau nữa. Ông chen luôn vô nhà sau thì nghe tiếng thầy cũng ở trước. Trong lòng ông đã khâm phục và suy nghĩ lạ thật, chắc chắn không phải là người thường. Nhưng chưa sợ đâu, lần này thì đến gần thầy, ngài ngồi trên cái ghế thuyết giảng đạo lý. Khi ông Hai Chắc đến gần sát cái ghế chỗ thầy ngồi thì bỗng nhiên thầy ngưng nói, quay lại ông Chắc thầy mới nói: "Chi đây ông Hai?" Nghe vậy rất run sợ, như hồn bay bỗng lên không trung, thấy như bầu trời tối sẫm. Ông quỳ sụp xuống lại, chúi mình tới hai tay chõi vào hai gối của Đức thầy, bị chết điếng trong giây phút. Bỗng hai lỗ tai văng vẳng nghe cái tiếng nói của thầy: "Sao, sợ chưa?" "Dạ sợ rồi." "Chịu quy y chưa?" "Dạ con chịu quy y." Thầy hỏi mà con thấy ngực đánh trống liên hồi, đầu óc quay cuồng chưa đứng dậy được, hai tay ôm chặt gối của thầy. Đức thầy nói: "Thôi vậy được rồi, hãy đi ra ngoài kiếm chỗ ngồi nghe giảng đạo đi." Nói xong thầy đỡ ông dậy. Đầu óc ông Chắc từ từ bình thường lại. Ông lại lui ra thấy trăm ngàn cặp mắt đang chăm nhìn ông. Ông rất bỡ ngỡ, đáng thương. Ông chèn nhẹ nhẹ ra ngoài, bước từng bước một không vững vì hai chân còn run, hai lỗ tai còn lùng bùng, hơi thở rất nhặt. Quảng kinh mồ hôi xuất ra tầm tã. Ông nghe lạnh ngắt như đồng. Ra được bên ngoài, ông kiếm chỗ ngồi hồi lâu mới khỏe lại rồi đi về. Khi về đến nhà, ông thân hỏi: "Sao con có quy y chưa?" "Dạ con có quy y rồi cha." "Còn chuyện thử thách ra sao?" "Cha ơi, con tưởng đâu bỏ xác rồi."
theo lời thực của Năm Trong, thầy thuốc nam ở tại Dàm Kinh Đào. Tiếp theo là mẫu chuyện Hành Động Khó Giấu. Vào năm Nhâm Ngọ 1942, đức thầy đang lưu trú tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu. Lúc bấy giờ ông Hương Chiêu Chính ở xã Vĩnh Chánh ở Long Xuyên muốn đến viếng đức thầy, nhưng trong nhà không có tiền. Ông định ra chợ ở Long Xuyên tìm bạn thân để mượn tiền. Nghĩ rồi ông chuẩn bị lên đường. Khi ra đến chợ, ông gặp người bạn cũ rủ ông đánh bài tứ sắc. Ông mới đáp: "Tôi không có đem tiền theo." Người bạn nói: "Tôi cho anh mượn, đánh chơi cho vui mà." Thế rồi anh Chính chơi bài tứ sắc cả ngày tới nửa đêm mới thôi, ăn bài được 20 đồng. Sáng ra ông đón xe đi Bạc Liêu. Khi tới nơi, ông xuống xe ghé tiệm ăn một tô hủ tiếu và uống 6 xị rượu. Xong rồi mới tới nhà của ông Ký Giỏi. Vừa bước vào nhà, đức thầy trên lầu ngó xuống hỏi: "Ông Hương Chính mới xuống đó ạ?" Ông Chính liền lột khăn đang bịt trên đầu, chắp tay xá đức thầy nói: "Dạ, tôi mới xuống thầy." Đoạn ông bước vào nhà, đức thầy trên lầu cũng vừa xuống tới, liền hỏi: "Sao, trên nhà có được bình an hết không ông Chính?" "Dạ bạch thầy, tất cả đều bình an." Đức thầy cười và bước lại gần vỗ vai ông Hương mà nói: "Chà, Hương sư thăm tôi kỳ này khéo quá ha, đã khỏi tốn tiền nhà mà còn được ăn hủ tiếu nữa chứ." Nghe đức thầy nói, ông Chính rợn cả xương sống, rất khổ thẹn cho việc phạm giới của mình vừa qua và tự nguyện với lòng từ đây không thể quấy phạm nữa. Sau đó đức thầy lên lầu, còn Hương Chiêu Chính ra chợ kiếm những người tàn tật ăn xin cho hết số tiền ăn bài. Dầu vậy nhưng khi hầu chuyện với đức thầy cũng còn lo sợ chẳng bình tĩnh như trước, lòng ông luôn luôn phập phồng sợ sệt. Riêng đức thầy thì giờ phút ấy cho đến khi ông Chính ra về, ngài không nhắc lại chuyện đó nữa. Thực theo lời của ông Chính. Và căn tiếp theo là mẫu chuyện Gà Thất Thế. Đức thầy nói: "Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra." Thọ đức thầy khai đạo cứu đời tại thánh địa Hòa Hảo ở xã Hưng Nhân, có gia đình ông Trần Văn Mạnh, cả nhà đều quy y thọ giáo với đức thầy. Ông có một người anh tên là Trần Văn Bồi, tu hành rất tinh tấn, thường lui tới tổ đình nghe thầy thuyết pháp. Có một hôm vào khoảng đầu năm Canh Thìn 1940, đức thầy kêu ông Bồi hỏi: "Từ trước tới giờ ông có chơi chọi gà không?" Ông Bồi đáp: "Nơi bạch thầy có." Đức thầy mới nói tiếp: "Vậy ông hiểu thế nào về hai câu giảng của tôi đã viết, chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra?" Ông Bồi nói: "Bạch với thầy, tôi chỉ hiểu người ta thả gà vào trường đá, khi tới nước mà chưa biết ăn thua thì họ bắt gà ra cho nó uống nước hoặc là mai giá các vết thương rồi thả vô cho đá nữa. Còn cái ý nghĩa hai câu giảng mà đức thầy viết là gà thất thế đó thì tôi chưa có hiểu được, mong thầy giảng cho." Đức thầy ôn tồn nói: "Hai con gà đá nhau trong trường gà, nếu có một con bị chết hay chạy đi là thua. Nếu nó nằm mà còn chòi chòi, tất sẽ bị con gà kia đá ít cái nữa là nó phải chết. Bằng nó biết khôn một chút, nó cứ nằm yên lại thì con gà kia đứng nghiền đó chứ không đá nữa. Thời gian đó nằm vừa dưỡng sức vừa chờ khi đồng xu rớt xuống là đủ một nước gà. Ông chủ chạy vô bắt con gà ra cho nước rồi thả vô đá nữa. Có nhiều khi đá nước sau mà con gà thất thế đó lại là thắng cuộc." Giải thích đến đây, đức thầy dừng một lát rồi nhìn ngay ông Bồi mà nói tiếp: "Đối với thời cuộc hiện tình và sắp tới, chúng ta như con gà thất thế, phải biết khôn khéo nhẫn nại một chút mới mong sống sót cho đến ngày chung cuộc." Theo lời tường thuật của ông Trần Văn Mạnh. Tiếp theo là mẫu chuyện Trốn Đi Tu. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Lên Núi Trà Sư lần thứ 3. Ông cả thấy con bệnh tình đau ốm xanh xao vàng vọ nên vô cùng lo lắng, đi tìm thầy chạy thuốc khắp nơi. Nghe trên núi Trà Sư có ông Đạo Sôm, tức là ông thầy Ba Nhật, tục danh là Lê Hồng Nhật, một tu sĩ nổi danh vùng bãi núi,
giỏi về bùa ngải, pháp thuật cao cường, đã trị hết nhiều bệnh ngặt nghèo. Thế là đức thầy được đưa đến nơi đây. Thầy Ba Nhật lập đàn tràng, điều binh khiển tướng, rồi bước tới định lấy cây sôm. Thế mà ông bị cậu Tư, tức là đức thầy, điểm mặt liền. Thầy nói: "Tôi không phải bệnh tà ma, sao ông đạo muốn sôm tôi?" Vậy là thầy Ba Nhật ngưng tay, đứng lên, đem cất hai cây bủ bối, đũa thần, rồi trở ra nói với ông cả: "Này ông cả, nể tình ông là thân chủ, nên tôi cố hết sức, nhưng gốc này lớn quá. Thôi, ông đưa người bệnh về đi, để tôi truy tầm nguồn gốc mới trị được. Ít ngày sau hãy đưa lên." Mấy hôm sau, ông cả nóng lòng đưa đến đây nữa. Vừa mới tới lập trận, định lấy cây sôm sôm ra để mà sôm, bất ngờ bị điểm mặt lần thứ hai nữa. Lúc đó tôi mới nói với ông cả: "Ông cả à, ở vùng bãi núi lâu nay tôi trị bệnh hơn chục năm, chưa có bệnh nhân nào mà dám điểm mặt tôi. Thôi, ông đưa cậu Tư về nhà đi, chừng nào ông ấy làm thầy thế gian thì tự nhiên mới hết bệnh." Quả nhiên khi đức thầy ra đời độ chúng, thầy Ba Nhật xuống Hòa Hảo xin quy y. Bây giờ ông mới kể lại cái chuyện đã qua. Ông nói: "Lúc ấy tôi lập đàn tràng cầu chư Phật Sơn Thần năm non bãi núi đến giúp cho và triệu các chư thiên tướng, thì có bốn người hiện ra thân hình cao lớn, trang phục uy nghiêm, đầu đội mão, chân mang hia, đi ngay vào động xuống đứng bốn góc giường. Tôi tưởng đâu giúp tôi, ai dè họ đứng hầu sát cái người bệnh. Vì vậy tôi lấy làm lạ, mới khuyên ông cả đưa xuống núi chờ ngài thầy ra đời trị bệnh. Sau ngài khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, đức thầy trở lên núi Trà Sư và lấy nước sơn viết đặt tên nam của thầy Ba Nhật là Quỳnh Long Điện, đồng thời mượn bộ giạc tịnh dưỡng thời gian 64 ngày. Dương Kim kể. Tiếp theo là mẫu chuyện rắn mãng xà. Ngày kế, khi đi đến một khu rừng, tôi thấy có ba cây súc lớn và dài vô cùng, lá rừng rụng xuống lấp muốn khuất hết. Tôi hỏi thầy Tư: "Người ta đốn cây làm sao đem xuống núi cho nổi?" Đức thầy đáp: "Đây đâu phải là khúc cây mà là rắn lớn đó." Ngài vừa nói vừa lấy chân dậm vài cái rồi bước xuống. Ba khúc cây chuyển động cong lên, lá phủ rớt xuống bày ra thân rắn to lớn, bề tròn hai người giăng tay ôm cũng không giáp. Mỗi dải nó lớn hơn cái đĩa bàn 40 cm. Mình nó dài không thấy được đầu đuôi, tôi vừa lo sợ chạy lùi ra phía sau thật xa. Đức thầy giải thích: "Bây giờ không sao đâu ông cả à, nhưng đến cái thời kỳ tận diệt nó có cả thải thế này, nó có bầy có lũ như thế này, chúng bò xuống khắp nơi cắn giết những người hung ác bạo tàn." Nghe qua tôi vô cùng kinh sợ. Vấn đề này trong sấm giảng ngài cũng có cho biết rõ: ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Hoặc là ngày sau sẽ thấy thú cầm chỉnh ghê, hùm beo tây tượng bộn bề, lại thêm mắt thú mãng xà rít to. Còn ông Cứ Đa cũng cho biết suối vàng có rắn mãng xà, giải nó thiệt là bằng cái mâm thao. Ông cả kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện gấp tép. Năm Bính Tuất 1946, đức thầy và bộ đội dân xã Hòa Hảo đóng quân gần bản danh Liên Quân Bình Xuyên thuộc Đông Nam Bộ, cùng tham gia kháng chiến chống giặc Pháp. Một hôm ngài ghé thăm gia đình một tín đồ nghèo khổ, đi kéo tép về rửa sơ rồi đổ hết vào cái nồi bằng đất, bỏ vào ít muối để y cả râu, rồi nhắc xuống cả nhà cùng ăn. Họ lấy đũa gấp dính nhiều con đưa vô miệng ăn ngon lành. Đức thầy hỏi: "Có lạc lắm không?" "Dạ lạc lắm." Đức thầy nói: "Cho cả gia đình ấy biết nghe,
Nè, sao chừng tới việc xấu năm chèo nổi lên gấp người hung, kẻ ác như gia đình ông gấp tép vậy đó. Lúc đó mọi người ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Tuy nhiên Đức Thầy cũng cho biết, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, Thương Lê Thứ gặp hồi khổ não. Dùng phép màu lập lại thượng quân, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho Trần. Tiếp theo đây là mẫu chuyện con sông nước chảy dòng cầu. Về địa lý, có việc đi trên máy bay nhìn xuống Cù Lao Kết, ta thấy cái đuôi của nó lên tận thủ đô Nam Giang, Campuchia, đầu quay về phía sông Dầm Nao, hồi qua thủy. Khi con nước rồng, nước từ sông Thiền chảy xuống sông Dầm Nao, chạy ngang qua chợ Xéo Búng, tức là đuôi Nàng Ép, làng Mỹ Hội Đông, cũng là mối giáp nước. Khi nước lớn, nó chảy qua sông Hậu, chảy dòng lên, từ sông Tiền chảy qua sông Dầm Nao, chảy dòng qua sông Hậu, giống như hình dòng cầu. Ngày nọ, lúc Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, chẳng bao lâu, Ngài cùng số tín đồ, ông Hương Sư Vàng, Hương Chủ Bó, đi xuống chợ Đình, ông Sư Vàng nêu thắc mắc. Thưa Thầy, trong giảng Thầy nói có con nghiệt thú nuốt mà người hung, tại sông Dạm Nao này nó có thật như thế hay không Thầy? Đức Thầy nói, tôi nói cho bà con ghi nhớ, cái đầu nó gác ở tại Dạm Nao, ngang đây nè, mỏ nó gác lên cây đa, ở tại Đình Hòa Hảo, dưới bến chợ Đình. Cái đuôi nó ở dưới mặt Cần Dân, ở Bình Hòa, chân gác lên Cù Lao Bà Hòa. Khi nó nổi lên thì không quay trở lại được vì nó quá lớn. Mỗi lần nó nổi lên là nó nuốt không biết bao nhiêu người hung ác, nuốt toàn là người hung dữ. Nghe vậy ông Sư Vàng hỏi, Thầy nói vậy sao tôi bán tính bán nghi quá. Bây giờ là thế kỷ 20, thời đại khoa học, người ta chế ra máy bay, súng ống liên thanh, trái phá. Nếu thật có con nghiệt thú như vậy thì họ đem máy bay quăng bom hay là trái phá tiêu diệt rồi, chứ đâu để cho nó tự do mà ăn người như vậy. Đức Thầy cho biết, nó là xấu thần, chỉ e máy bay gần tới bị nó thổi một hơi là cháy rồi, chứ đâu mà có để rảnh ở đâu mà giết nó được. Ông Sư Vàng chỉ cây da nói, vậy thì tôi leo lên cây da này thì làm sao nó ăn thịt được tôi. Đức Thầy cười, nhưng khi những người hung ác bị chư thần lôi cổ nạp vào cho nó hết à. Lúc đó tại gốc cây đa, chúng tôi lấy cây sào đo thử 11 thước, cắm xuống vẫn chưa tới đáy sông. Địa điểm cây đa này ngang trước đình thần làng Hòa Hảo là đất bãi bồi, khỏi cây đa rất xa. Sau bãi này bồi trở lại sẽ là nơi ai có thiện duyên coi xấu thần làm việc. Anh Hương Sư Vàng chỉ cây đa trước bến sông đình thần Hòa Hảo nói thêm, vậy tôi leo lên cây đa này thì làm sao nó ăn được tôi. Đức Thầy cười và cho biết, tuy nó nói nó không có ăn được, nhưng những người hung ác thì ở đâu chư thần cũng lôi vào miệng nó. Tới đây mọi người không ai dám hỏi gì thêm. Ông Dương Lai Bửu, tức là ông Hương Chủ Bó kể. Tiếp theo đây là mẫu chuyện giải đạo cứu đời. Khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy về nương ngụ nhà của Hương Bộ Thạnh ở Kinh Sáng Sà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Hôm ấy có đông đủ các ông chủ cưu làng Mỹ Hậu Đông, ông Cả Nản, ông Mai Văn Nản ở Bình Hòa, Mặt Hằng Dưng và nhiều anh em tín đồ khác ở Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng thăm Thầy. Đức Thầy tiếp tục trị bệnh độ đời, thuyết pháp cho má tánh thập phương, tề tụ hội họp đông đảo như ở Hòa Hảo vậy. Ngài giảng giải đạo lý cho mọi người nhận thức tu hành, nhân có mặt của các tín đồ. Đức Thầy dạy, tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh để cứu đời. Tại ba tánh không hiểu, cứ kéo đến xin thuốc men, buộc lòng tôi phải tạm dùng ít giấy vàng, nước lạnh, lá cây giúp đỡ mọi người, để họ có dịp gần gũi nghe được đạo lý mà lo tu hành thoát khổ. Chứ sau này số người mắc bệnh có lúc đông, không thể nào thuốc mà trị kịp. Nói đến đây, Đức Thầy đưa tay trái lên, đếm từ ngón và dõng dạc cho biết, bây giờ ba tánh không lo tu, chừng sau đến cái thời kỳ con Phật có Phật dắt, con ma ma bắt, con quỷ quỷ diều, mọi người có mặt lấy làm lo lắng.
lời của Hương Quảng Chiến kể. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện Xuân Thì Sợp. Mùa xuân năm Canh Thìn 1940, lúc Đức Thầy còn tại Tổ Đình, ngày kia Đức Thầy dặn dò tôi. Tôi tức là Đức Ông đó. Thầy nói, sau này có thời gian tôi sai vắng tín đồ rất lâu, không một ai biết được tôi ở đâu cả. Rồi tôi lại trở về tại nhà này. Trong thời gian ấy có nhiều người nổi lên, người ta xưng dữ lắm. Nào là xưng Phật, thần, thánh, tiên, trăm quan, đủ hết. Họ lại xưng cả tôi nữa, đó nghe ông cả. Nhưng ông cả nhớ, hễ xưng thì nó sợp. Bây giờ tôi chỉ dân giả, chưa hình dung hết sự việc. Đức ông kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Diệt Miễu Thổ Thần. Trước khi Phật giáo Hòa Hảo chưa ra đời, tức là từ năm 1939 trở về trước, ban đêm thường nghe tiếng trống mõ của mấy ông thầy Pháp kêu đồng, nghe vang tai nhức óc. Ngày nọ, tại nhà ông cả làng Hòa Hảo, tự nhiên ngài ra trước sân dậm chân một cái, tức thời có sáu ông chạy tới ứng lệnh. Mọi người gọi là ông Lục. Ngài nói, sáu ông đi làm phận sự coi, sao để như thế? Liền đó sáu ông chia làm ba cặp, chạy quanh làng Hòa Hảo, kiếm mấy cái miễu thổ thần do người dân dựng lên cặp trên đất, khiêng liệng xuống sông hết. Mấy hôm sau Đức Thầy ngồi một chỗ lại dậm chân một lần nữa, các ông chạy tới phục lệnh nữa. Ngài bảo mấy ông chưa làm hết bổn phận, và ngài cho biết thêm, thờ thần sao mà thờ như vậy, chỉ dựng lên cái miễu nhỏ cặp ranh bên đường để bụi bám nhện văn dơ bẩn, không nén hương thì thần nào mà dám ở đó, vô tình mang tội hủy báng, sao không thờ nó trang Phật? Có phải mấy ông thầy Pháp thầy phù bày ra cúng kiến gà vịt kiếm ăn không? Thế là sáu ông chia nhau đi kiếm mấy cái miếu còn lại, quăng cả xuống sông luôn. Lê Văn Phú tự tho kể. Tiếp theo là mẫu chuyện giết sanh vật niệm chú. Khoảng trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, có một số tín đồ ở xa tìm đến tổ đình hỏi Đức Thầy. Thưa Thầy, con thấy trong xóm của con mỗi khi có người bắt gà, vịt, heo, trước khi cắt cổ hay đâm họng thì họ sợ tội nên mới chú nguyện như vậy nè. Nam Mô A Di Đà Phật, giái ngay hôm nay là ngày tháng 5, tao phóng sanh cho mày đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng đầu thai làm con gà, vịt, heo ăn dơ ở bẩn nữa. Thế là họ ra tay hạ sát. Thưa Thầy, họ chú nguyện như vậy có đúng hay không? Và con vật có được giảng sanh hay không, thưa Thầy? Đức Thầy đáp, tôi hỏi mấy ông, nếu có người bắt mấy ông, họ niệm chú giảng sanh cho như thế rồi giết mấy ông, rồi mấy ông có ưng và bằng lòng hay không? Con vật cũng thế, đó là ý mạnh hiếp yếu, chẳng những mang tội sát sanh mà còn thêm trọng tội đem danh hiệu Phật làm trò ngụy lý mê hoặc thế gian. Cảm nhận được lời dạy bảo tỏ tường của Đức Thầy, người tín đồ Hòa Hảo vui vẻ ra về. Trường Quy kể lại. Tiếp theo là mẫu chuyện lo nước. Anh Bùi Hữu Việt, văn võ song toàn, thuộc nhóm Bình Xuyên tham gia chống Pháp, từng ở tù Côn Đảo, thấy Đức Thầy là một thanh niên độ tuổi 27, muốn thăm dò tinh thần yêu nước ra sao. Lúc ấy vào đầu mùa xuân năm Đinh Hợi 1947, người làm sẵn bài thi từ lâu. Bây giờ thấy ngài nằm nghỉ trưa cùng với các chiến sĩ ở trong chiến khu miền Đông Nam Bộ, anh Mười Phiệt mới sướng lên ngâm bài thi tứ tuyệt như sau: non nước ngửa nghiêng vẫn ngủ quỳ, ai ơi tỉnh dậy, dậy rồi đi, đi lo sự nghiệp trai thời loạn, khỏi thẹn người xưa lúc gặp thì. Bài thi tả thực rất đúng lúc, đúng cảnh và đúng người. Đức Thầy đang nằm ứng khẩu đáp, lặng lẽ tính toán đâu ngủ quỳ, chỉnh tu binh mã để rồi đi, khi đi muôn soái đều tan vỡ, rõ mặt hùng anh tạo thế thì. Lời ngâm đối đáp giữa hai lãnh đạo vang lên giữa chiến khu buổi trưa như liều thuốc kích kháng tinh thần yêu nước, làm cho anh em chiến sĩ
Liên Khu Bình Xuyên phấn khích vỗ tay tán thán nhiệt liệt vì đã nói lên tinh thần đấu tranh bất khuất của toàn dân chống giặc ngoại xâm. Nguyễn Tấn Lợi kể. Tiếp theo là mỗi chuyện thầy tu hay thầy chùa. Ngày nọ không nhớ rõ ngày tháng năm 1939, tại tổ đình có một nhà sư tới tiếp kiến phàn nàn đức thầy. Khi đưa ra hai câu giảng do ngài viết trong sám giảng quyển nhất, thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mới ăn. Vị sư đó nói: "Thưa thầy Tư, nói vậy thì kẹt cho chúng tôi quá thầy." Đức thầy mới đáp: "Tôi nói là nói mấy ông thầy chùa, tức là ác tăng đó, chứ đâu có nói với mấy ông thầy tu là chân tăng. Tôi xin hỏi ông là thầy tu hay là thầy chùa?" Vị sư xá thầy là lui ra. Thật ra trong quyển sám giảng của người đời tu niệm, ngài có viết một đoạn liên tục: "Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mới ăn, buồn thay cho lũ ác tăng làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật Tổ thêm rầu giận trong tăng chúng sau lừa dối dân, có thân chẳng liệu lấy thân, tu như lối cũ mau gần Diêm Vương." Đức thầy từng thể hiện lời chân chánh hình như nói xỏ mà không không nào có miếng đời, thấy lật lầm khuyên nhủ ít lời chứ nào có ngạo chi tăng chúng. Hay là ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm sư mang, nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Ông Trương Văn Bảy kể. Tiếp theo là mẫu chuyện làm lễ quy y cho ba tín đồ. Ông Kinh nói: "Cả tháng nay tôi được anh ký giỏi cho mấy quyển sám giảng của ông. Tuần này nhận được lá thơ kể về chuyện chữa cháy bình thường khó ai tin, nhất là những cái người theo Tây học như chúng tôi. Xin thầy chứng minh cụ thể." Ông Bá Khánh tiếp lời: "Nay là thời đại khoa học, trên đà tiến triển về kỹ thuật quá, các nhà bác học họ đã chế ra điện lực, máy bay, tàu thủy khoa học thực nghiệm. Còn việc ông làm phải chăng mang tính quyền hoặc mịt mờ thì làm sao chứng minh cho mọi người hiểu được." Đức thầy nhìn hai vị khách mới tới rồi ôn tồn giải thích. Thầy nói: "Các ông là những người theo Tây học, chắc đã hiểu khoa học là con đẻ của Phật học. Muốn chứng minh về sự nhiệm màu của Phật pháp thì khó thể lấy thế trí biện thông như các ông mà hiểu được biết được. Bởi sao vậy? Vì khoa học chỉ giới hạn ở trong phạm vi kiến thức. Khi muốn hiểu thì các ông lấy lý trí suy nghĩ, phân tích, xét đáng trong tương đối mà thôi. Còn Phật pháp thì dùng trực giác phản cảnh một cách tuyệt đối, vượt cả không gian và thời gian. Tôi sẽ cho các ông tận mắt chứng kiến sự việc tại đây. Đây là sản phẩm của khoa học thành tựu: cây quạt máy và đèn điện. Mở công tắc thì cây quạt, bóng đèn khởi động ngay. Nhưng tôi không cần chạm đến con tắc mà tôi vẫn điều khiển được tính năng của nó. Tôi chỉ ra tay thì nó sáng, quạt thì bình thường, vẫn là chạy mạnh. Tôi lại khiến cho nó chạy mạnh lên và sáng hơn. Lúc này mọi vật ở trong phòng sáng lòa, cây quạt thì quạt dung dúc tức tốc, tốc độ chóng mặt.